Thần y trở lại. Ngô Bình. Tập 115. Nghĩ đến đây, tim anh giật thót, thử thức tỉnh sức mạnh xích minh trong cơ thể mình. Bước đầu tiên, anh bắt đầu tu luyện xích minh bản nguyên kinh. Mới tu luyện được vài phút, anh đã cảm nhận được thời không bí ẩn nào đó trong cơ thể bắt đầu có một luồng sức mạnh tỉnh giấc. Tu luyện thêm một lúc nữa, luồng sức mạnh này dần dần thấm ra và đi vào cơ thể Ngô Bình. Sau khi tu luyện hơn một giờ, sức mạnh xích minh trong người anh đã mạnh hơn hẳn chân lực trong cơ thể anh. Quả nhiên là được, vui mừng khôn xiết, ngay cả La Phi Phi gọi ăn sáng mà anh cũng không nhúc nhích, chuyên tâm tu hành. Đến trưa, sức mạnh xích minh trong cơ thể anh đã khá mạnh. Lúc này La Phi Phi đã từ trường về, cười ha ha nói với anh, Tiểu Bình, điểm thi hôm qua đã có rồi, em đạt điểm tuyệt đối. Ngô Bình cười nói, giỏi quá. Phi Phi, trưa nay đi đâu ăn đây? La Phi Phi đáp, em hẹn bạn học rồi. Tiểu Bình, anh tự ăn nhé. Ngô Bình bảo, hay lắm, hẹn bạn mà không gọi anh. La Phi Phi ôm anh làm núng, buổi hẹn của nữ sinh mà, không được đưa bạn trai theo. Ngô Bình nói, được rồi, anh tự lo. La Phi Phi thay quần áo rồi chạy đến chỗ hẹn. Ngô Bình ăn một bát mì trên phố rồi đến bệnh viện. Anh đã nhận tiền của Phùng Lập Hiền, dĩ nhiên phải chữa khỏi bệnh cho con gái của đối phương. Phùng Lập Hiền đã rời khách sạn từ sớm, đang nóng lòng chờ Ngô Bình ở bệnh viện. Thấy anh xuất hiện, Phùng Lập Hiền vội nói, xin hãy trị khỏi cho con gái tôi. Ngô Bình đáp, yên tâm, tôi bảo đảm sẽ trị khỏi tận gốc. Tiếp theo, anh châm cứu trước, sau đó dùng lực xích minh để massage. Chẳng bao lâu sau, cô bé đã ngủ thiếp đi. Ngô Bình nói, mấy ngày nữa tôi sẽ trở lại. Trong thời gian này để cô bé nghỉ ngơi cho tốt. Phùng Lập Hiền vội hỏi, vậy tôi thì sao? Ngô Bình vỗ vai anh ta, anh đã không sao rồi. Sau này làm gì cũng phải giữ chữ tín. Phùng Lập Hiền vội nói, ừm, tôi hiểu rồi. Sau đó, vài cảnh sát kia cũng xuất hiện, Ngô Bình hóa giải cấm chế trên người họ, rồi nghênh ngang rời khỏi bệnh viện. Vừa ra khỏi bệnh viện không lâu, đang chuẩn bị về nhà luyện công thì chiếc điện thoại cũ mấy năm chưa đổi bỗng đổ chuông. Nhìn số điện thoại, Ngô Bình vội bắt máy ngay, chị dâu. Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng phụ nữ khóc lóc, Tiểu Bình, em mau về đi, anh của em bị người ta đánh chết rồi. Ngô Bình nghe mà rùng cả mình, anh em chết rồi sao? Chị dâu khóc lóc, bị Lưu Tam ở trấn trên đánh chết, hu hu. Tuy ký ức tới từ thân thể của thế giới này, nhưng nước mắt của Ngô Bình vẫn không ngừng tuôn rơi. Lúc anh 3 tuổi, cha mẹ đã mất, từ nhỏ được anh cả và chị dâu nuôi lớn, cậu anh cả như cha, không sai chút nào. Tuy anh cả rất nghiêm khắc nhưng hễ có đồ ăn ngon là lại để dành cho anh. Sau này có cháu, thức ăn của Ngô Bình cũng vẫn ngon hơn đồ ăn của cháu. Không muốn mình trở thành gánh nặng của anh cả nên 15 tuổi Ngô Bình đã ra ngoài làm công. Sau đó gửi một nửa tiền về cho nhà, một nửa thì giữ lại cho mình. Thời gian trước anh bị bệnh nặng cũng không nói cho người nhà nghe, anh không muốn anh cả và chị dâu lo lắng. Bây giờ nghe tin anh cả bị người ta đánh chết, lửa giận trong lòng anh phun trào, anh gằn từng chữ, chị dâu, hôm nay em sẽ về, chị trông chừng Vân Sinh cẩn thận. Vân Sinh là cháu của Ngô Bình, nhỏ hơn Ngô Bình 4 tuổi, vẫn đang học trung học. Cúp máy. Anh nói với La Phi Phi một tiếng rồi lên tàu về quê. Nơi Ngô Bình được sinh ra là một huyện nhỏ tên Huyện Phương, nhân khẩu chưa đến 1 triệu, nền kinh tế lạc hậu. Ngoại ô phía tây Huyện Phương có một trấn tên là trấn Bạch Dương, vì có tuyến đường quốc lộ đi ngang qua và gần khu vực thành thị nên được xây dựng rất nhiều công xưởng và nhà kho. Huyện Phương cách thành phố Ngô Bình sinh sống hơn 200 cây số, ngồi tàu hỏa mất tầm 1 tiếng đồng hồ. 10 giờ sáng. Ngô Bình lên tàu hỏa về Huyện Phương. Anh hơi thẫn thờ, trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh của anh cả. Anh vẫn còn nhớ, trước khi anh nhập viện, anh cả đã gọi điện đến, nói anh ấy đã tích góp được hơn 300.000, rồi tìm bạn bè mượn thêm một ít, chuẩn bị mua một căn nhà 2 phòng ngủ 1 phòng khách cho Ngô Bình, thế thì mới dễ lấy được vợ. Ngô Bình của hai thế giới, cảm xúc dung hòa làm một, bi thương ngập lòng. Đến nơi, anh xuống tàu hỏa. Bắt taxi về trấn Bạch Dương. Nhà họ Ngô ở trấn Bạch Dương. Thi thể lạnh ngắt của Ngô Thành nằm trên con đường xi măng trước nhà, trên người Ngô Thành chi chít những vết thương lớn nhỏ, anh ấy bị người ta đánh đến chết. Một người phụ nữ quỳ bên thi thể khóc thảm thiết,
chị ấy đã khóc đến cạn nước mắt rồi. Tựa vào người đàn ông đã chết, ánh mắt chị ấy ảm đạm không còn chút sức sống nào. Lúc này, mười mấy tên côn đồ đứng trước cửa, một gã râu vàng hung hăng quát với người phụ nữ, anh Tam của bọn tôi nói rồi, người chết không thể sống lại được, tất cả đều do Ngô Thành tự mình rước lấy. Anh Tam nhân từ, quyết định bồi thường cho cô 200.000. Nếu cô nhận tiền thì sau này còn sống yên ổn được ở trấn, nuôi nấng con trai của cô trưởng thành. Nếu cô không cầm tiền, anh Tam bảo sau này cô với thằng con của cô đừng hòng sống yên ở cái trấn Bạch Dương này. Người phụ nữ run rẩy, tôi không nhận một đồng nào hết. Tôi phải báo cảnh sát, tôi muốn các người đền mạng. Gã râu vàng cười khẩy, báo cảnh sát, tôi nói cho cô biết nhé, cảnh sát Mã ở trấn là đại ca kết nghĩa của anh Tam bọn tôi, cô thấy cảnh sát Mã có quản chuyện của cô không? Bọn tôi đã báo án bên cảnh sát Mã là Ngô Thành này chết vì tai nạn lao động. 200.000 cũng là dựa theo tiêu chuẩn số tiền bồi thường tai nạn lao động để bồi thường cho cô, hiểu chưa? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người phụ nữ này chính là vợ của Ngô Thành, chị dâu của Ngô Bình, chị ấy nhìn chằm chằm đám người này, các người sẽ không được chết yên đâu. Ông trời có mắt, tôi không tin thế giới này không có công đạo. Tôi phải kiện các người, kiện ở huyện không được thì tôi kiện lên thành phố không được thì tôi kiện lên tỉnh. Tô Tuệ tôi còn sống ngày nào, tôi sẽ không buông tha cho các người ngày đó. Sắc mặt đám côn đồ khó coi, điều bọn chúng lo nhất là người phụ nữ này sẽ kiện lên trên, nhớ đâu kinh động nhân vật lớn nào đó thì chuyện sẽ rất rắc rối. Gã râu vàng cười lạnh, một người phụ nữ như cô có thể đấu lại bọn tôi sao? Anh em của tôi đã tới trường đón con trai cô rồi, đón nó về rồi chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn ở nhà cô. Nói rồi. Mấy tên côn đồ bắt Tô Tuệ kéo vào trong nhà. Hai tên còn lại thì kéo xác Ngô Thành vào trong sân. Hàng xóm láng giềng ở gần đó nhưng không dám lên trước ngăn cản, vì Lưu Tam này nổi tiếng hung ác, không ai dám chọc vào. Các người thả tôi ra. Khốn nạn, chúng mày không phải con người. Hu hu, Tô Tuệ bị túm tóc lôi vào trong. Mẹ kiếp, ai cho mày hét, gã râu vàng đạp lên miệng Tô Tuệ, máu tươi tràn ra, Tô Tuệ suýt ngất đi. Dầm. Cửa lớn đóng lại, một gã thanh niên tóc đỏ tầm 20 tuổi nói, anh dâu, chúng ta giết quét con đàn bà này đi, sau đó ngụy tạo thành treo cổ tự sát nhé. Gã dâu vàng trợn hắn, mày ngu à, bên ngoài bao nhiêu người đang nhìn, mày nghĩ người ta tin hả? Tóc đỏ gãi đầu, vậy làm thế nào ạ? Con đàn bà này trông có vẻ cứng đầu lắm. Ánh mắt gã dâu vàng hung tàn, gã tới trước mặt Tô Tuệ, lạnh lùng nói, tôi hỏi lại cô lần nữa. 200.000, cô có nhận không? Nếu cô không nhận thì tôi sẽ cho người đánh gãy chân con trai của cô, để nó biến thành kẻ tàn phế. Mày dám, Tô Tuệ cực kỳ sợ hãi, vùng vẫy đứng dậy nhưng lại bị đạp ngã lăn ra đất. Gã râu vàng, nếu tôi là cô thì đã ngoan ngoãn cầm tiền, sống yên ổn rồi. Người chống đối với anh Tam đều không có kết cục tốt. Tô Tuệ hét lên, tao liều với chúng mày, chị ấy bỗng cắn tay của một kẻ. Tên đó kêu lên thảm thiết, sau đó giơ chân đá vào bụng chị ấy. Tô Tuệ đau đớn kêu la, hàng xóm bên ngoài đều tỏ vẻ lo lắng, có vài người định xông vào nhưng bị vợ và người thân ngăn cản nên đành thôi. Đúng lúc này, một chiếc xe đỗ lại trước cửa, Ngô Bình lao xuống xe. Vừa xuống xe, anh đã nghe thấy tiếng kêu thảm của chị dâu trong sân, anh gào lên, đánh một chưởng mở toang cửa lớn. Đám côn đồ đứng trong sân đều kinh hãi. Quay phát người lại. Lúc gã nhìn thấy Ngô Bình thì cười nhạt, thằng oát, mày về đúng lúc lắm, khuyên chị dâu của mày đi, nếu không cả nhà mày đều toi đời đấy. Ngô Bình xông tới trước ba bước, một cước đá lên bụng kẻ vừa đánh Tô Tuệ, tên này há hốc mồm, sau đó ngã rầm xuống đất. Gã râu vàng cả kinh, vừa định ra tay thì đã bị Ngô Bình chụp lấy vai, anh khẽ dùng lực, xương vai của gã râu vàng đã nát nhừ, gã đau đớn hét lên như heo bị chọc tiết. Sau đó, Ngô Bình đánh gục nốt những kẻ còn lại trong sân, đám người này không gãy tay cũng gãy chân. Sau đó anh lại đạp mấy phát lên miệng gã râu vàng, giẫm rớt hết nửa hàm răng của gã, xong rồi anh mới đỡ chị dâu lên. Nhìn Ngô Bình hung dữ thế này, Tô Tuệ cũng ngơ ngác, sau đó chị ấy phản ứng lại được, Tiểu Bình, em mau đi đi, Lưu Tam quen biết với cảnh sát Mã, chắc chắn hắn sẽ phái người tới bắt em. Em đi nhanh đi. Ngô Bình thản nhiên nói, chị dâu, anh của em không thể chết oan vậy được.
kẻ đánh chết anh là Lưu Tam ạ. Tô Tuệ khóc, Lưu Tam mở một công xưởng, anh của em và vài người trong thôn tới đó làm việc, nhưng 3 tháng trời hắn không phát lương. Em cũng biết tính tình của anh cả em, anh ấy dẫn đầu mọi người tới đòi lương. Lưu Tam giết gà dọa khỉ, cho người đánh anh cả em tới chết. Hu hu, hắn coi trời bằng vung mà. Ngô Bình nhìn chằm chằm gã râu vàng hỏi, có những ai đánh anh tao? Cuối cùng gã râu vàng cũng đã biết sợ, Ngô Bình quá tàn nhẫn, lại còn đánh giỏi, gã lập tức đáp, người anh em Ngô Bình, bọn tôi cũng chỉ nghe lệnh Lưu Tam thôi, không dám không đánh. Cả đám bọn tôi đều ra tay. Đúng rồi, thằng tóc đỏ kia ra tay mạnh nhất, chắc chắn là nó đánh chết Ngô Thành. Tóc đỏ sợ giật cả mình, tức giận nói, ê này, rõ ràng anh đánh mạnh tay nhất, sao lại đổ lên đầu tôi? Ngô Bình thờ ơ nói, đi, lên xe, tới gặp Lưu Tam. Tô Tuệ vội kéo anh lại, Tiểu Bình, em không được đi. Ngô Bình khẽ nói, chị dâu, em nhất định phải báo thù cho anh. Chị ở nhà đợi em về, chúng ta lo hậu sự cho anh. Ngô Bình bảo đám người kia lên xe, anh vô cảm ngồi vào ghế phụ lái, xe đi tới một căn nhà lớn ở trấn Bạch Dương, là nhà của Lưu Tam. Tên đầy đủ của Lưu Tam là Lưu Thế Dũng, là con thứ 3 trong nhà nên người ta gọi là Lưu Tam. Lưu Thế Dũng thích đấu đá, từng học võ, mười mấy tuổi đã thường xuyên ra vào đồn cảnh sát, quan hệ với mấy vị đại ca thế giới ngầm rất tốt. Mấy năm trước bán đất cát, 2 năm gần đây bắt đầu mở công xưởng làm hậu cần. Mỗi năm kiếm được đến hàng chục triệu. Lưu Thế Dũng bây giờ đã trở thành bá chủ trấn Bạch Dương, không ai dám trêu chọc, đến cả cảnh sát cũng xưng anh gọi em với hắn, nể mặt hắn. Vì đôi lúc ở trấn xảy ra ẩu đả mà đến cảnh sát cũng không ngăn được, chỉ có Lưu Thế Dũng ra mặt mới giải quyết được. Lưu Thế Dũng có 7 bà vợ, mỗi người ở mỗi căn nhà lớn. Biệt viện hắn ở bây giờ rộng đến hơn 3.000 mét vuông, bên trong xây rất nhiều nhà lớn nhỏ. Khá nhiều thuộc hạ của hắn đều ở trong đây, ăn chơi đàn đúm, đánh bài, luyện quyền. Lưu Thế Dũng nuôi mấy chục tên tay chân, trong đó có vài tên công phu rất khá, cũng có vài kẻ không có thân phận gì, nghe nói là những kẻ phạm trọng tội tới nương nhờ Lưu Thế Dũng. Gần 1 năm trở lại đây, công xưởng của Lưu Thế Dũng kinh doanh không tốt, một tên côn đồ như hắn đương nhiên không hiểu việc kinh doanh công xưởng. Để giảm hao hụt, hắn bắt đầu không trả lương nhân công. Lần nữa đến 3 tháng trời. Cuối cùng, công nhân không làm nữa, cùng tới tìm hắn đòi lương, kết quả hắn cho người đánh chết người dẫn đầu là Ngô Thành. Đánh chết Ngô Thành, Lưu Thế Dũng cũng cảm thấy rất phiền, mạng người lớn hơn trời mà, xử lý không tốt chuyện này thì sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp, nên hắn đặc biệt phái đám côn đồ tâm phúc của mình đi giải quyết chuyện này. Lúc này, Lưu Thế Dũng đang ở trong sân đợi đám dâu vàng, hắn hy vọng chúng mang tin tốt về cho hắn. Cuối cùng, xe dừng lại trong sân, kẻ đầu tiên xuống xe là gã râu vàng, mặt gã bị đánh xương húp, tay gãy, xương trên người cũng gãy vài chỗ, nội thương nghiêm trọng. Nhìn thấy Lưu Thế Dũng, gã râu vàng đã kêu lên thảm thiết, anh Tam, thằng nhóc này ra tay ác quá. Ngô Bình xuống xe, anh nhìn chòng chọc Lưu Thế Dũng, hỏi, mày cho người đánh chết anh tao à? Lưu Thế Dũng là người từng trải. Nhìn thấy anh em bị đánh thảm thế này thì biết ngay Ngô Bình không phải là người dễ chọc vào, lập tức cười nịnh, người anh em, đừng kích động. Anh cậu là bị tai nạn lao động. Dầm. Ngô Bình tới trước mặt Lưu Thế Dũng trong nháy mắt, một quyền đấm vào ngực hắn. Lưu Thế Dũng không kịp kêu đau đã bị đánh bay ra 10 mấy mét, sau đó đập mạnh lên tường. Sau đó, anh hỏi Lưu Thế Dũng đang thoi thóp, những ai đã ra tay, mày chỉ mặt ra cho tao. Lưu Thế Dũng sợ hãi tột độ, hắn gắng gượng giơ tay lên chỉ từng người một, kẻ đầu tiên bị chỉ là gã râu vàng. Hắn chỉ đến ai, Ngô Bình đều nhìn và nhớ kỹ. Đến khi hắn chỉ ra được 7 người, Ngô Bình đã điểm 7 huyệt trên người Lưu Thế Dũng, toàn thân hắn bỗng vặn vẹo, đau đớn thét lên, loại đau đớn này khiến hắn sống không bằng chết. Sau đó, Ngô Bình lại đá vài phát lên người tất cả bọn còn lại, đám người này đều kêu la thảm thiết, nằm vật dưới đất. Bọn chúng sẽ đau đến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng đau đến chết. Những người khác thì bị Ngô Bình dùng phi châm xóa đi ký ức, hoàn toàn không nhớ anh từng đến đây. Trả thù xong, anh bắt một chiếc xe trở về nhà, lo liệu hậu sự cho anh cả. Với năng lực bây giờ của anh, không thể cứu sống người đã chết được nên chỉ đành chấp nhận hiện thực. Một vài người dân trong thôn tới giúp đỡ,
Ngô Bình mua quan tài, bắt đầu lo liệu chuyện chôn cất. Cảnh sát không hề tới tìm anh. Sau khi bên huyện nhận được báo án thì có một tốp người tới hiện trường lục soát, tiện thể điều tra Lưu Thế Dũng luôn. Dù sao thì điều tra kẻ sắp chết cũng dễ dàng hơn nhiều. Cuối cùng, tài sản của Lưu Thế Dũng bị tịch thu, đa số thuộc hạ bị phạt tù, đám vợ của Lưu Thế Dũng cũng chia ra bỏ chạy. 3 ngày sau, đám tội ác tài trời này chết trong trại tạm giam. Ngày hôm sau, Ngô Bình lo xong tang sự cho anh cả, nhưng anh không yên tâm về chị dâu và cháu của mình. Ngày thứ ba, anh dẫn Tô Tuệ và Vân Sinh về nhà mình, biệt thự Ngư Châu. Anh lấy 1 triệu đưa cho Tô Tuệ để dùng sinh hoạt trong 1 năm, đồng thời tìm người sắp xếp chuyện học hành cho Vân Sinh. Anh tìm Trương Định Nhất, bố của Trương Định Nhất có vài mối quan hệ xã hội, một cú điện thoại là đã có thể giải quyết được vấn đề. La Phi Phi tới an ủi anh. Thật ra mấy ngày nay anh cũng không ở không, cái chết của anh cả khiến anh hiểu ra tầm quan trọng của thực lực. Nếu không nhờ anh đã khôi phục lại được một ít tu vi thì đến năng lực trả thù cho anh cả, anh cũng không có. Mấy ngày liên tiếp tu luyện xích minh bản nguyên kinh, sức mạnh xích minh dần khôi phục, bây giờ anh đã đột phá lên tầng 2. Tầng 2 xích minh kinh là dung hòa sức mạnh xích minh vào tinh thần và tế bào, nếu anh có thể đạt được tầng thứ 2, thực lực sẽ không yếu hơn thiên tiên của thế giới này. Đợi đến khi Tô Tuệ đã thích nghi với cuộc sống ở đây, Vân Sinh cũng đi học lại bình thường, Ngô Bình mới yên tâm. La Phi Phi thường tới an ủi và bầu bạn với Tô Tuệ, điều này khiến Tô Tuệ cũng dần thoát ra khỏi ám ảnh, đối diện với cuộc sống mới. Ngô Bình đã quyết định tặng nhà cho chị dâu và Vân Sinh sinh sống, đợi lúc anh có tiền sẽ mua một căn khác ở. Hôm nay, Trương Định Nhất hẹn gặp anh ở cổng trường, anh ta nói, tôi đã liên lạc được với người bên phái Hoàng Long rồi, chút nữa đi gặp bọn họ. Anh Ngô, đến lúc đó anh nấp trong tối, có thể quan sát trước xem sao. Ngô Bình, được, anh chú ý an toàn. Sau đó Ngô Bình tới địa điểm hẹn gặp mặt trước, nơi đó là một công viên, anh giả làm một người đang tập luyện, nhảy dây sau một hòn giả sơn. Tầm nửa giờ sau, Trương Định Nhất mới xuất hiện, anh ta đang đứng ở một chòi nghỉ mát đợi người. Mấy phút sau, hai người đàn ông trung niên đến, bọn họ cười nói với Trương Định Nhất vài câu rồi đưa anh ta đi. Ngô Bình đi theo sau, thấy 3 người đi vào một khu rừng. Trong rừng không có lối đi, muỗi lại nhiều nên không ai muốn vào trong đó cả. Vừa vào trong rừng, hai người đàn ông trung niên đang cười nói bỗng ra tay, một người tấn công phía trước, một người tấn công phía sau. Trương Định Nhất không phản ứng kịp, lập tức bị thương chỗ hiểm, phun máu ngã xuống đất. Một người đàn ông trung niên cười nói, thiếu môn chủ của bọn tao đã răng bẫy rồi, không ngờ thật sự có kẻ mắc câu. Nhìn thấy cảnh này, Ngô Bình sửng sốt, lấy vải che mặt lại rồi bước vội tới. Thấy có người đi tới, hai người kia khá bất ngờ, một kẻ cười khẩy, tu vi còn không có, đúng là tớ chịu chết, nói rồi ông ta tung một chưởng về phía Ngô Bình. Nhưng Ngô Bình vừa thụp xuống đã tới bên cạnh ông ta, sau đó điểm vào chỗ yếu của ông ta. Ông ta run bắn người, thất khiếu chảy máu, uy lực của sức mạnh xích minh cực lớn, hủy đi sức sống của ông ta trong nháy mắt. Kẻ còn lại hoảng hốt, quay đầu bỏ chạy nhưng bị Ngô Bình chưởng một phát, sức mạnh xích minh ngưng kết thành một chưởng ấn màu đỏ, đánh lên lưng ông ta, hình thành một dấu tay máu rõ ràng. Kẻ này thét lên rồi ngã xuống đất, co quắp vài cái, chết. Anh vội đỡ Trương Định Nhất dậy, mặt mày anh ta tái mét, đã bị trọng thương. Ngô Bình nói, tôi lập tức chữa trị cho anh. Trương Định Nhất cười khổ, vô ích thôi, người hòa hợp đã bị thương, không thể chống lại, anh không chữa được đâu. Ngô Bình cả kinh, không thể chữa được sao? Trương Định Nhất, dù có thể chữa được cũng vô cùng khó, thế nên tôi không sống được nữa rồi. Ngô Bình thử chữa vết thương cho anh ta nhưng đã dùng hết cách mà không có chút hiệu quả nào. Sắc mặt anh khó coi, phái Hoàng Long cố tình răng bẫy chúng ta, đáng chết. Trương Định Nhất thở dài, anh Ngô, mong anh có thể đi tới cuối cùng. Còn nữa, ở đây tôi có bố mẹ, phiền anh chăm sóc nhiều hơn, nói xong anh ta nghiêng đầu, chết. Ngô Bình thở dài, lấy điện thoại của Trương Định Nhất gọi cho bố mẹ anh ta, báo địa chỉ cho họ tới đón. Sau đó anh lục soát trên người 2 kẻ của phái Hoàng Long đã chết, tìm được 1 chiếc nhẫn chứa đồ, sau đó rời đi. Trở về nhà, Tô Tuệ thấy anh không vui thì hỏi, Tiểu Bình, em sao vậy? Đói không, chị dâu nấu cơm cho em ăn.
Ngô Bình, không sao đâu chị dâu, em hơi mệt, muốn ngủ một giấc trước. Trở về phòng, anh chìm vào suy tư. Chuyện của Trương Định Nhất khiến anh hiểu thế giới này rất tàn khốc, có rất nhiều người muốn giết chết những người hòa hợp khác, tình cảnh bây giờ của anh rất nguy hiểm. Trương Định Nhất nói đúng, tiếp theo mình phải khiêm tốn, nếu không sẽ bị kẻ xấu phát hiện. Anh Trương, tôi nhất định sẽ trả thù cho anh. Anh lấy chiếc nhẫn chứa đồ kia ra, mở ra thấy bên trong có một số linh thạch và một pháp khí cấp thấp. Anh không có hứng thú gì với pháp khí, lập tức lấy linh thạch ra tu luyện. Đại đạo ở đây hoàn chỉnh, linh thạch cũng quý giá hơn linh thạch ở khuyên giới, hiệu quả tu hành tốt hơn nhiều. Chẳng mấy chốc anh đã hấp thu hết sạch mấy khối linh thạch, chân lực trong cơ thể cuối cùng cũng tăng lên một ít, nhưng vẫn kém xa sức mạnh Xích Minh. Đúng lúc này, anh cảm nhận được hai luồng thần thức đang tới gần, anh lập tức thu lại khí tức, giả vờ như một người bình thường đang nằm trên giường, không cử động gì. Rất nhanh, thần thức đã quét qua, anh đợi một lát mới đứng dậy. Chắc chắn là người của phái Hoàng Long, thực lực của mình bây giờ giết địa tiên không khó, nhưng nhớ gặp cường giả trên đó thì phiền to. Bỏ đi, nâng cao tu vi trước, đợi đến khi luyện thành bản nguyên kinh tầng 2 rồi tới phái Hoàng Long báo thù. Sau đó, mỗi ngày Ngô Bình đón Vân Sinh tan học, tiện thể ôn tập lại kiến thức cấp 3, để chuẩn bị thi vào trường đại học của La Phi Phi. Tô Tuệ cũng tìm được công việc thu ngân ở gần đó, mỗi ngày làm 6 tiếng đồng hồ. Lương không cao nhưng công việc rất nhàn. Ngoài ra, để tiện cho Tô Tuệ đi làm, anh mua một chiếc xe hơn 400.000 cho chị ấy đi. Thời gian còn lại anh đều dùng để tu luyện, mong có thể nhanh chóng luyện thành tầng 2 bản nguyên kinh. Chớp mắt đã qua nửa tháng, hôm nay anh đang ở nhà tu luyện thì La Phi Phi gọi điện thoại tới, nói anh chàng nhà giàu cho mượn tiền muốn gặp cô ấy. Ngô Bình biết người này, họ Chu, tên Chu ỷ, bố mẹ khá giàu có. Trong trường những cô gái nào xinh đẹp, anh ta đều đã từng theo đuổi. Nhưng người này rất trăng hoa, ngủ với con gái nhà người ta xong thì mấy ngày sau đã chán, chia tay thay bổ mới. Chu ỷ đồng ý cho La Phi Phi mượn 2 triệu khiến anh rất bất ngờ. Tuy tên họ Chu này giàu có nhưng cũng không đến mức phung 2 triệu để đổi lấy một cô bạn gái. Bình quân số tiền anh ta tiêu cho mỗi cô gái chỉ tầm 100.000 thôi. Anh tới trường. La Phi Phi đang đứng trước cổng trường đợi anh, cô ấy lo lắng nói, Tiểu Bình, Chu ỷ đang ở khách sạn, bảo em qua đó. Ngô Bình thản nhiên nói, trả tiền cho anh ta là được rồi, đừng lo, chúng ta cùng đi. Hai người tới khách sạn đối diện trường, tới trước số phòng đã hẹn, nhấn chuông 2 giây cửa đã mở, hai gã đàn ông lực lưỡng quan sát Ngô Bình và La Phi Phi ngoài cửa, một gã nói, đã bảo cô tới một mình cơ mà. Ngô Bình đẩy cửa ra. Lạnh lùng nói, Chu ỷ đâu, tôi tới trả tiền cho anh ta. Vừa hay bây giờ anh đang có 2 triệu. Cửa mở ra, Chu ỷ kia đang ôm một cô gái trẻ trung ngồi trong phòng khách, nghe Ngô Bình nói thì cười nhạt, thằng nhóc, tao thiếu 2 triệu đó sao? Thứ tao cần là La Phi Phi, mày biết điều thì cút đi, đừng để tao khiến mày chết không toàn thây. Ngô Bình bước vào trong, nhìn chằm chằm Chu ỷ, tôi trả 2 triệu cho anh rồi, lấy không lấy thì tùy. Sau này đừng làm phiền Phi Phi, nếu không tôi sẽ khiến anh phải hối hận đấy. Chu ỷ tức giận, anh ta vỗ bàn, đánh nó cho tao. Hai gã đàn ông lực lưỡng vừa định ra tay thì đã bị hai quyền của Ngô Bình đánh ngã, sau đó anh bước tới bên cạnh Chu ỷ đang ngơ ngác, hỏi còn ai không? Hai tên này không đủ cho tôi đánh. Chu ỷ vừa kinh ngạc vừa tức giận, thằng nhóc, tao chưa từng chịu thiệt bao giờ, mày đợi đấy. Ngô Bình vỗ vai anh ta, tôi hiểu y thuật, cơ thể anh có bệnh, chút nữa sẽ vừa lạnh vừa nóng, người đau nhức khó chịu. Anh không muốn đau đớn thì tới tìm tôi mua thuốc, một toa thuốc 1 triệu, uống liên tục 3 ngày sẽ trị khỏi. Nói xong anh để mặc Chu ỷ ngơ ngác đứng đó, dẫn La Phi Phi rời đi. Ra khỏi khách sạn, La Phi Phi lẩm bẩm, Tiểu Bình, anh làm vậy được không? Nhà họ Chu có thế lực, nhỡ đâu gây rắc rối cho anh thì không hay. Ngô Bình, anh ta không những sẽ không gây phiền phức cho anh mà còn phải tới cầu cứu anh. Phi Phi, em đi học đi. Đưa La Phi Phi về trường, anh đang định đi thì có mấy người lạ mặt bao vây anh lại, một người hỏi, anh tên Ngô Bình phải không? Ngô Bình hỏi, tôi là Ngô Bình, các anh là ai? Đám người này nhìn nhau, một người nói, Lưu Thế Dũng ở Trấn Bạch Dương là do anh đánh đúng không?
Ngô Bình thản nhiên nói, Lưu Thế Dũng à, hắn đánh chết anh trai tôi, nhưng nghe nói sau đó đã bị cảnh sát bắt đi rồi mà. Một người cười khẩy, thằng nhóc, cậu đừng diễn nữa. Đi theo bọn tôi. Ngô Bình rất cảnh giác, sao tôi phải đi với các anh? Người này đưa ra thẻ chứng nhận, chúng tôi là ban điều tra chuyên án, nghi ngờ cậu phạm tội giết người, đi theo chúng tôi. Ngô Bình thản nhiên nói, chuyện không có chứng cứ thì đừng nói bừa. Người này cười nhạt, chúng tôi phá án không cần chứng cứ. Ngô Bình đảo mắt, hỏi, các anh định làm gì tôi? Đến nơi cậu sẽ biết ngay thôi, người này chỉ chiếc xe bên cạnh, lên xe đi. Ngô Bình biết rõ ban điều tra này chắc là chuyên để xử lý những người tu hành như anh không nói thêm gì, phối hợp lên xe. Ghế sau xe có một người phụ nữ hơn 30 tuổi đang ngồi, bàn tay thon dài kẹp một điếu thuốc dành cho phụ nữ, tóc gợn sóng, xịt nước hoa cao cấp. Bây giờ cậu có hai con đường. Thứ nhất, bị xử theo tội giết người, nhiều mạng người đến thế, chắc cậu phải ăn đạn đấy, người phụ nữ thản nhiên nói. Ngô Bình, con đường thứ hai thì sao? Người phụ nữ, con đường thứ hai, bọn tôi gặp một chút rắc rối, cậu giỏi đánh nhau như vậy thì cậu đi giải quyết rắc rối này cho bọn tôi. Ngô Bình, giải quyết ai? Người phụ nữ, một tên điên luyện công đến tẩu hỏa nhập ma, võ lực kinh người. Trước đây để bắt ông ta, bọn tôi có đến 3 người chết 4 người bị thương. Lần này, bọn tôi lại nhận được tin tức về vị trí của ông ta, chuẩn bị tới truy sát ông ta. Ngô Bình cười nhạt, các người đánh không lại ông ta thì bảo tôi tới chịu chết à. Người phụ nữ, giết được ông ta thì cậu hết tội. Thậm chí sau này có nhiệm vụ bọn tôi có thể hợp tác với cậu. Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi hỏi, bao giờ xuất phát? Bây giờ, người phụ nữ nói, mục tiêu ở gần đây, cậu có 20 phút để chuẩn bị. Ngô Bình không nói thêm gì, xe đã lăn bánh, lái ra ngoài thành. Nửa tiếng sau, xe lái vào một thôn hẻo lánh, trong thôn có một con đường xuyên suốt từ đầu đến cuối thôn, phía đông thôn là đập chứa nước, thế nên không có đường. Xe dừng lại trước thôn, người phụ nữ nói, bên đập nước có một căn nhà xây bằng gạch đỏ, cậu nhìn là sẽ nhận ra ngay. Mục tiêu đang ở trong đó, cậu vào giải quyết ông ta. Thành công thì cậu có thể đi. Ngô Bình không vội xuống xe, nói, cho tôi xem ảnh của ông ta trước được không, tránh nhầm người khác. Không cần đâu, ông ta là cao thủ, vừa gặp cậu sẽ nhận ra ngay, người phụ nữ từ chối, đúng rồi, nếu cậu bị ông ta giết thì tôi sẽ cho người nhà cậu một số tiền. Ngô Bình gật đầu, chậm rãi đi vào trong thôn. Mấy phút sau, anh đã tới gần đập nước phía đông thôn. Quả nhiên ở đây có một ngôi nhà xây bằng gạch đỏ, phía trước buộc một con chó nhà, nó đang lù dù phơi nắng. Ngô Bình đi về phía căn nhà gạch. Con chó nhà sủa tượng trưng vài tiếng nhưng sau đó thì không thèm đếm xỉa tới anh nữa. Anh đẩy cửa ra, nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang cắt cà rốt và thịt dê trong nhà, xem ra ông ta đang định hầm canh. Ngô Bình vào nhà, người đàn ông không hề bất ngờ, ông ta hỏi có chuyện gì không? Ngô Bình nhìn ông ta, cười nói, không có gì, ngửi thấy mùi thịt, cho tôi một bát được không? Người đàn ông cười nói, được, cậu đợi đi. Ngô Bình ngồi trên chiếc ghế đổ gần đó nói, sao đám người bên ngoài lại muốn giết ông? Người đàn ông không ngẩng đầu lên, hỏi, bọn họ nói với cậu thế nào? Ngô Bình, tôi phạm tội giết người, đám người này tự xưng là ban điều tra chuyên án gì đó, bảo tôi tới giết ông. Còn nói chỉ cần giết được ông thì tội của tôi sẽ được xóa sạch. Người đàn ông, sao cậu không tin họ? Ngô Bình, tôi quen biết với những người làm nhà nước, bọn họ không giống. Giống đám sát thủ chuyên nghiệp hơn. Người đàn ông cho rau củ vào nồi xào vài cái, sau đó cho thịt và nước vào, đậy nắp nồi lại, bọn chúng là một nhóm chuyên xử lý rắc rối cho người khác, người có thể mời chúng ra tay đều là kẻ quyền quý. Ngô Bình, ông đắc tội với ai à? Người đàn ông thản nhiên nói, tôi làm quân sư cho người nó 25 năm, bày mưu tính kế, giúp ông ta từng bước có được địa vị ngày hôm nay. Nhưng bây giờ bên cạnh ông ta có một người thông minh hơn giúp ông ta, thế nên ông ta không cần đến tôi nữa. Tôi từ chức về quê, ông ta đã đồng ý rồi, nhưng lại âm thầm phái người tới giết tôi. Ngô Bình, thế thì không nhất thiết phải giết ông đâu nhỉ. Dù sao ông cũng đã theo ông ta nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao mà. Người đàn ông nói, tôi đã biết quá nhiều bí mật của ông ta, tôi không chết,
sao ông ta yên lòng cho được. Ngô Bình, ông có thể chạy trốn từ đập nước, tôi giúp ông kéo dài thời gian. Người đàn ông hơi bất ngờ, ông ta nhìn Ngô Bình, tôi và cậu mới gặp nhau lần đầu, sao cậu lại giúp tôi? Ngô Bình cười nói, tôi có hứng thú với bí mật của người kia. Người đàn ông cười phá lên, không trốn được rồi, buổi sáng đã có mấy chiếc chiến thuyền trong đập nước, tôi mà lặn xuống nước thì bọn chúng lập tức dùng cánh quạt ở mũi thuyền để xoáy chết tôi. Ngô Bình cười nói, kỳ lạ, rõ ràng bọn chúng có thể tự giết được ông, sao cứ muốn tôi phải ra tay? Người đàn ông trung niên, vì cậu là người ngoài cuộc. Cậu giết tôi thì bọn chúng có vô số lý do để giải thích với người ngoài. Người đó cũng sẽ không bị gắn cái danh ác là giết công thần. Ngô Bình nói, ông đáng thương thật đấy. Thế này đi, tôi còn một cách có thể giúp ông giả chết, nhưng ông phải phối hợp với tôi. Người đàn ông ngẩn người, có thể giả chết sao? Ngô Bình gật đầu, đúng vậy, sau khi giả chết, tôi có thể khiến ông sống lại, hơn nữa còn không làm hại đến cơ thể. Người đàn ông nói, nhưng bọn chúng cũng sẽ không tha cho cậu. Ngô Bình, tôi biết, nhưng dù tôi có giúp ông hay không thì bọn chúng cũng sẽ trừ khử tôi thôi, không phải vậy sao? Người đàn ông gật đầu, cảm ơn, nếu tôi không chết thì sau này cái mạng này là của cậu. Ngô Bình cười, sẽ hơi đau đấy, nói rồi anh giơ tay điểm vài huyệt trên người ông ta. Bỗng chốc, người đàn ông không còn chút khí tức nào, cơ thể mềm oặt, nằm xuống đất. Anh vứt thi thể người đàn ông sang bên cạnh rồi nhìn nồi canh thịt dê. Sau đó anh ra khỏi nhà, vẫy tay với đám người ở phía tây thôn. Xe lái tới, người phụ nữ dẫn theo mấy tên thuộc hạ tới kiểm tra, lúc thấy ông ta đã tắt thở. Không còn nhịp tim và biểu hiện sống nào thì người phụ nữ cười hỏi, sao cậu giết được ông ta? Ngô Bình, đánh vài chưởng, công phu của người này cũng tạm, không lợi hại như cô nói. Người phụ nữ cười, khá lắm, cậu đào một cái hố trong sân rồi chôn ông ta đi. Ngô Bình, chuyện của tôi xong rồi chứ? Người phụ nữ, đúng vậy, từ bây giờ chuyện cậu giết người đã được xóa sạch dấu vết. Ngô Bình cười nói, thế thì tốt. Trong nồi vẫn đang nấu một ít thịt dê, tôi ăn xong rồi mới đi, các vị đi thong thả. Người phụ nữ nhìn anh một cái, nở nụ cười quái dị rồi cả đoàn người lên xe rời đi. Xe lái đi được một đoạn, tài xế nói, chị Đại, thằng nhóc này còn chưa biết đã bị chị hạ độc luôn cơ. Người phụ nữ vứt điếu thuốc dành cho phụ nữ ra ngoài cửa sổ, nói, cậu ta còn sống được 3 tiếng nữa, chúng ta không cần đợi đâu, đi luôn đi. Xe đi xa. Ngô Bình điểm vài huyệt trên cơ thể người đàn ông trung niên, ông ta mở chừng mắt, hít sâu vào một hơi rồi từ từ ngồi dậy. Ông ta nhìn Ngô Bình, cảm ơn đã cứu mạng. Ngô Bình, người phụ nữ kia rất ác độc, thuốc cô ta hút có kịch độc, nếu tôi không thể giải được độc thì chỉ còn sống chưa tới 3 tiếng đồng hồ nữa thôi. Người đàn ông trung niên hoảng hốt, cậu có thể giải được không? Ngô Bình hừ một tiếng, há miệng phà ra một hơi, một chùm khói bị anh phà ra ngoài. Thờ ơ nói, chút độc này còn không làm chết được một tế bào của tôi. Người đàn ông cười, chắp tay nói, tôi là Gia Cát Tinh. Ngô Bình, ông anh Gia Cát, đám người này biết tôi chưa chết thì sẽ tới gây chuyện với tôi. Anh thấy tôi phải làm sao? Gia Cát Tinh, thế phải xem thực lực cậu ra sao rồi. Ngô Bình, thực lực của tôi. Gia Cát Tinh, nếu cậu có khả năng giết được bọn chúng thì tôi có thể dẫn cậu tới xào huyệt của chúng, giải quyết trọn ổ chúng luôn. Ngô Bình cười nói, những người thông minh như các anh đều bạo lực vậy à? Gia Cát Tinh thản nhiên nói, bạo lực luôn là thủ đoạn làm việc hiệu quả nhất. Ngô Bình suy nghĩ, được, chúng ta ăn thịt trước đã, sau đó tôi luyện công một chút rồi chúng ta tới tìm bọn họ. Chẳng mấy chốc nồi canh thịt dê đã hết, tay nghề của Gia Cát Tinh rất khá, anh ăn được 2 bát, con chó nhà cũng ăn được 1 bát to. Ăn xong, Ngô Bình ngồi xếp bằng tu luyện bên đập nước. Anh cảm thấy mình sắp khôi phục được xích minh bản nguyên kinh tầng 2 rồi. Quả nhiên, khoảng 3 tiếng đồng hồ sau, năng lượng tồn trữ trong cơ thể đồng loạt phóng ra, sức mạnh xích minh hòa vào cơ thể và tinh thần của anh, mỗi một tế bào đều tràn ngập sức mạnh xích minh. Lại qua một tiếng nữa, Ngô Bình mở mắt ra, cười một tiếng dài, cảm giác có võ lực mạnh thật tốt. Gia Cát Tinh cũng đã nhận ra gì đó, ông ta hỏi, cậu Ngô, tu vi của cậu hình như đã tiến bộ rất nhiều. Ngô Bình cười đáp, bây giờ, ngay cả khi gặp một thiên tiên, tôi cũng dám đấu tay đôi.
Gia Cát Tinh hai mắt sáng lên, nếu đã như vậy thì phải lập tức hành động, diệt trừ tổ chức sát thủ này. Ngô Bình, sào huyệt của bọn chúng nằm ở thành phố này sao? Gia Cát Tinh, tôi biết rất rõ đám người này, sau khi hành động, bọn chúng sẽ ở lại thành phố của địa phương nghỉ ngơi vài ngày. Nếu tôi đoán không sai, bọn chúng hẳn là đang ở trong sào huyệt tạm thời này. Ngô Bình, Gia Cát Tinh, anh từng thấy qua tiên nhân ở thế giới này sao? Gia Cát Tinh, đúng vậy, nhưng tiên nhân bình thường rất ít quan tâm đến chuyện trong thiên hạ. Họ cao cao tại thượng và coi chúng ta như những con kiến. Ngô Bình, người anh thấy là địa tiên hay là thiên tiên? Gia Cát Tinh đáp, tôi từng thấy qua một vài địa tiên, cũng từng thấy qua thiên tiên. Tôi không nhìn rõ dung mạo của thiên tiên vì cách rất xa, nhưng có thể cảm nhận được khí tức đáng sợ của họ. Ngô Bình, thiên tiên thật sự rất mạnh, cho dù muốn tới gần bọn họ thôi cũng khó. Sau vài câu chuyện phiếm, Ngô Bình mượn một chiếc xe máy trong làng, chở Gia Cát Tinh ra khỏi làng và đi lên thành phố. Xe máy dừng ở phía sau một tòa chung cư, Gia Cát Tinh nói, nếu không có gì đặc biệt, bọn họ hẳn là ở lầu 3. Ngô Bình, anh biết rất rõ về họ. Gia Cát Tinh, lúc đầu tôi cũng hạ lệnh cho bọn họ giết rất nhiều người. Ngô Bình liếc nhìn lên tầng 3 và chỉ với một cái nhún nhẹ, anh đã vào được tầng 3 qua một cửa sổ. Vừa đi vào, anh phát hiện đây là phòng tắm, mở cửa ra là một phòng khách lớn, người phụ nữ lúc trước cùng thuộc hạ đang nói chuyện trong phòng khách. Tiếng bước chân làm cả bọn giật mình quay lại. Khi nhìn thấy Ngô Bình, người phụ nữ đột ngột ngồi dậy và hét lên, cậu vẫn chưa chết. Ngô Bình bình thản đáp, độc của cô không giết được tôi, vừa nói, anh vừa đi thẳng về phía bọn bọ. Hai kẻ nhặt súng lên, chĩa họng súng đen ngòm về phía Ngô Bình, lạnh lùng nói, đừng nhúc nhích. Ngô Bình phất tay một cái, súng trong tay bọn họ vặn vẹo biến dạng khiến bọn họ sợ hãi ném xuống đất. Người phụ nữ cau mày nói, xem ra chúng tôi đã đánh giá thấp cậu rồi. Ngô Bình đáp, xin lỗi, nhưng hôm nay các người nhất định phải chết, nói xong, anh tung chưởng lên không trung, một chưởng ấn màu đỏ thẫm bao trùm cả căn phòng, lao về phía đám người kia. Bùm bùm bùm, đám người này thậm chí còn không kịp phản ứng thì đã bị nổ tung, cả căn phòng be bét máu thịt, mùi hôi tanh nồng nặc xộc lên. Sau khi giết những kẻ này, Ngô Bình quay trở lại chỗ cũ. Anh nhảy lên xe máy, khởi động xe và quay về biệt thự Ngư Châu. Thấy khách đến nhà, Tô Tuệ nhanh chóng mang trái cây ra để tiếp đãi. Có điều, Gia Cát Tinh lúc này không có tâm trạng để ăn, nói, một khi đám người này chết, người kia nhất định sẽ tiếp tục điều tra, rất có khả năng sẽ tra được tới cậu. Ngô Bình, tôi nhất định phải kín tiếng, càng ít lộ liễu càng tốt, cho nên tôi rất có hứng thú với chủ cũ của anh. Giờ anh hãy nói về người đó đi. Gia Cát Tinh gật đầu, lập tức giải thích ngắn gọn về đối phương. Người đàn ông này tên là Trương Quán Hầu, lúc 20 tuổi vẫn là một chàng trai nghèo ở nông thôn, nhưng ông ta đẹp trai bẩm sinh, vì vậy được một cô gái giàu có yêu mến và kết hôn với cô gái này. 10 năm ở nhà giàu, ông ta đã mở rộng tài sản của gia đình này lên gấp 30 lần, đồng thời thâu tóm mọi tài sản. Năm thứ 11, vợ và bố mẹ vợ của ông ta cùng chết trong một vụ tai nạn giao thông. Năm thứ 2 sau khi vợ qua đời, ông ta kết hôn với con gái của một chính trị gia. Với sự giúp đỡ của Trương Quán Hầu, bố vợ ông ta đã lên tới đỉnh cao và hiện là một trong số ít chính trị gia lẫy lừng trong nước. Mà Trương Quán Hầu cũng càng làm càng lớn, có được rất nhiều tài nguyên độc quyền, trở thành đại gia hàng đầu cả nước. Cuối cùng, Gia Cát Tinh nói, Trương Quán Hầu năm nay 58 tuổi, sức khỏe có vấn đề nên càng ngày càng làm chuyện kỳ quái, thậm chí bắt đầu theo đuổi trường sinh bất lão. Ngô Bình, anh có cách nào cho tôi tiếp cận Trương Quán Hầu không? Gia Cát Tinh trầm mặc vài giây rồi nói, có, nhưng phải mạo hiểm. Trương Quán Hầu mặc dù không có tu vi, nhưng xung quanh ông ta có rất nhiều kẻ kỳ quái, trong đó có rất nhiều người là cao thủ giống cậu. Ngô Bình, nơi này có lẽ không nhiều cao thủ thực sự. Mà ví dụ như có thần tiên hay chân tiên thì tôi cũng có đủ sức mạnh rút lui an toàn. Gia Cát Tinh gật đầu, được, chúng ta chuẩn bị đi. 2-3 ngày nữa gặp Trương Quán Hầu. Ngô Bình, anh định dùng thủ đoạn gì để tiếp cận ông ta? Gia Cát Tinh nói, Trương Quán Hầu 3 ngày một lần sẽ đến chùa Xuân Thu ở Kinh Đô uống thuốc luyện khí để nâng cao thể chất và kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần chúng ta đến chùa Xuân Thu, nhất định sẽ gặp Trương Quán Hầu.
Đến lúc đó cậu có thể sớm lẻn vào, tìm một chỗ trốn, chờ Trương Quán Hầu xuất hiện. Ngô Bình, tốt. Gia Cát Tinh nói, cậu Ngô, nếu cậu cần tiền thì tôi có rất nhiều, xin cậu tùy ý sử dụng. Ngô Bình cười hỏi, anh có bao nhiêu tiền? Gia Cát Tinh, tôi làm việc cho Trương Quán Hầu mấy chục năm, còn có mấy chục tỷ tiền gửi. Số tiền này đều ở ngân hàng tư nhân nước ngoài, chỉ cần cậu cần, tôi gọi một cuộc điện thoại là có thể chuyển tiền sang cho cậu. Ngô Bình, tôi hiện tại không có nhiều chỗ để tiêu tiền. Thế này thì sao, anh chuyển 200 triệu cho tôi trước có được không? Gia Cát Tinh lập tức gọi điện, trong vòng 10 phút, tài khoản của Ngô Bình đã nhận được tin nhắn, anh cười nói, số tiền chuyển khoản lớn như vậy, tôi sợ họ sẽ kiểm tra. Gia Cát Tinh, việc đó không phải lo, tôi chuyển tiền dưới danh nghĩa giao dịch. Sau đó, Ngô Bình sắp xếp cho Gia Cát Tinh ở khách sạn đối diện, dùng chứng minh thư của La Phi Phi để nhận phòng. Sau đó, anh đến trường đón La Phi Phi. Vừa bước vào lớp, anh liền nhìn thấy một nam sinh ngồi bên cạnh La Phi Phi, cười nói với cô. La Phi Phi mất kiên nhẫn và quay mặt đi để đọc sách. Ngô Bình đi tới ngồi xuống bên cạnh nam sinh, vỗ vai cậu ta hỏi, tôi cho phép cậu ngồi đây chưa? Nam sinh quay mặt sang, nhướng mày, anh là ai? Ngô Bình nắm lấy cổ tay nam sinh, dùng sức một chút mà khiến cậu ga đau đến đổ mồ hôi đầm đìa, hét lớn, buông ra. Cậu muốn tôi buông ra, vậy nói cho tôi biết, việc cậu ngồi đây quấy rầy bạn gái tôi làm việc thì tính toán thế nào? Nam sinh về mặt khổ sở nói, người anh em, tôi sai rồi, sau này tôi không dám tới đây nữa. Ngô Bình, nếu cậu vừa nhận sai mà tôi đã tha thứ ngay thì sự tha thứ của tôi quá rẻ mạt. Bây giờ cậu ra ngoài và chạy 10 vòng trên sân, nếu cậu không chạy thì toàn thân sẽ vô cùng đau đớn. Anh vừa dứt lời, nam sinh ngứa ngáy khắp người bật dậy hét, anh làm gì tôi vậy hả? Ngô Bình, đi chạy đi. Nam sinh sợ đến mức bắt đầu cắm đầu chạy. Kỳ lạ là khi cậu ta chạy, cơn ngứa biến mất. Tuy nhiên, chạy được vài bước thì khắp người cậu ta nóng ran, đến sân vận động, cậu phải cởi hết quần áo ra vì như vậy cậu mới thấy thoải mái. Do đó, cảnh tượng một nhóm bảo vệ và giáo viên trong sân vận động đuổi theo một học sinh không mặc quần áo đang chạy lung tung ngay lập tức thu hút nhiều người xem. Sau khi dạy dỗ nam sinh làm phiền La Phi Phi, Ngô Bình mỉm cười và nói, Phi Phi, ngày mai chúng ta cùng đến nhà em nhé. La Phi Phi mỉm cười đáp, được, vừa hay là ngày mai nhà em có một bữa tiệc, ông và bà cũng ở đó. Ngô Bình, thật sao? Vậy anh phải chuẩn bị vài món quà mới được. La Phi Phi, không cần cầu kỳ đâu, chỉ một món quà là được rồi. Ngô Bình, sao làm thế được? Đây là lần đầu ra mắt của anh, vì vậy cần chỉnh trọng chút mới được. La Phi Phi nói, được, vậy em nghe anh. Đêm đó, Ngô Bình vẫn tu luyện. Ngày hôm sau, anh và La Phi Phi sẽ đến nhà cô ấy. Bố của La Phi Phi tên là La Phổ và mẹ là Nhiếp Anh. Gia đình họ gia cảnh rất tốt, hơn nữa La Phi Phi lại xinh đẹp nên có thể tìm được một người bạn trai rất tốt theo điều kiện của mình. Nhưng La Phi Phi lại yêu Ngô Bình, điều này khiến La Phổ lo lắng đến bạc tóc. Ông ấy đã gặp riêng Ngô Bình vài lần và đề nghị anh chia tay La Phi Phi. Ngô Bình đương nhiên không nhượng bộ. Ngay cả khi bị La Phổ đe dọa, anh vẫn nói không. Cuối cùng, La Phổ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gây áp lực lên La Phi Phi. Sáng sớm, Ngô Bình đến cửa hàng ô tô trước, mua một chiếc SUV trị giá hơn 1 triệu tệ. Sau đó họ còn cùng nhau đi mua quà, đến hơn 11 giờ mới đến nhà họ La. Nhà La Phổ có 3 anh em, ông ấy là thứ hai. Nhưng xét về trình độ phát triển, bất luận là anh cả hay em út đều có địa vị xã hội cao hơn La Phổ. Trong số đó, người con thứ ba kinh doanh và có tài sản dòng hàng chục triệu. Người anh cả thì làm quan, giờ đã là trưởng phòng, nắm trong tay quyền lực rất lớn. Trong khi đó, La Phổ là một người rất ham đọc sách, đang giảng dạy tại một trường đại học nhưng thu nhập của ông ấy không cao. Hơn nữa, vợ ông ấy xuất thân không tương xứng với vợ của anh trai và em trai mình. Bố của La Phổ là một người truyền thống, vì vậy ông coi thường con trai thứ hai của mình. Không chỉ vì La Phổ không thành đạt bằng anh em mình mà còn bởi ông ấy chỉ sinh con gái mà không sinh được con trai. Nhà họ La hàng quý đều họp mặt, luân phiên tổ chức tại nhà ba người con trai. Lần này, vừa vặn là ở nhà La Phổ, ông cụ La, anh cả,
chú ba và cả những người khác trong gia tộc đều tới. Vì lý do này, La Phổ bắt đầu chuẩn bị, mua đồ ăn và rượu từ 2 ngày trước. Hôm nay, ông ấy còn thức dậy lúc 4 giờ sáng để làm đồ ăn. Lúc này, có hơn chục người đang ngồi trong nhà La Phổ, ông cụ và bà cụ La cũng ở đó. Mọi người đang ngồi trò chuyện trong phòng khách, ông cụ La hỏi, La Phổ, Phi Phi đâu? Con bé không ở nhà à? La Phổ vội vàng nói, bố, dạo này Phi Phi khá bận với kỳ thi. Nhưng con đã nói với nó rồi, nó nói sẽ đến ngay. Con gái của chú là Phi Phi, một cô gái với mái tóc gợn sóng cong môi nói, chú hai, không phải Phi Phi lại trượt môn nữa nên không dám về nhà đấy chứ. Người nói chuyện là cô con gái út của chú, tên là La Hạnh. Nhiếp Anh vừa bưng đến 2 đĩa trái cây sấy khô, bà ấy nghe cháu chồng nói vậy thì lập tức không vui. Thẳng thừng nói, mặc dù điểm của Phi Phi nhà bác chỉ ở mức trung bình nhưng con bé vẫn rất nghiêm túc trong học tập. Nếu không thì nó đã không vượt qua kỳ thi đại học rồi. Những lời của Nhiếp Anh khiến cô gái vừa nói cảm thấy rất khó chịu. Điểm thi đại học của cô ta thực sự không bằng La Phi Phi nên đang học ở một trường cao đẳng. Nhiếp Anh này rõ ràng đang chế giễu cô. Dì Ba là một phụ nữ trung niên có làn da trắng nõn, thân hình đầy đặn. Dì cười he he nói, con gái ấy mà, điểm tốt hay kém không quan trọng, sau này con gái ai cũng sẽ kết hôn. Hạnh Nhi không vào được trường tử tế nào, nhưng bạn trai của nó rất giỏi. Hạnh Nhi, hãy nói cho mọi người biết bạn trai của con làm gì. La Hạnh cười nói, anh ấy tên là Hứa Lượng, cha mẹ anh ấy kinh doanh lớn, tài sản trị giá mấy chục triệu. Anh ấy hiện đang điều hành một công ty mỗi năm lãi hàng triệu tệ. Dì Ba cười nói, thằng nhóc này có triển vọng thật đấy. Các cháu gái, tìm bạn trai nhất định phải sáng mắt ra. Không thể tìm những kẻ ở dưới đáy xã hội, học thức không có mà bản lĩnh cũng không nốt, dì Ba vừa nói vừa liếc xéo Nhiếp Anh. Những lời này đã đánh trúng gót chân Asin của Nhiếp Anh. Điều khiến bà ấy xấu hổ nhất chính là người bạn trai mà La Phi Phi của bà đã kết giao. Lúc này, Nhiếp Anh cảm thấy lồng ngực như nghẹn lại. Muốn nói gì đó phản bác nhưng lại không tìm được lời nào để phản bác. Vừa lúc đó, chuông cửa vang lên. La Phổ vội vàng mở cửa, và ngay khi cửa mở ra, La Phi Phi và Ngô Bình bước vào. Chào chú, chào cô, Ngô Bình mỉm cười chào hỏi, trên tay cầm theo rất nhiều quà tặng. Thấy người tới là Ngô Bình, La Phổ sắc mặt không tốt, tiến lên một bước, thấp giọng hỏi, sao cậu lại tới đây? La Phi Phi vội vàng ôm lấy cánh tay anh. Nũng nịu nói, bố, sao bố có thể hỏi như vậy, Tiểu Bình tới thăm bố. Bố nhìn xem, anh ấy mua nhiều quà như vậy, còn có loại trà mà bố thích nữa. Vì sự có mặt của người nhà, La Phổ không thể nổi giận, đành phải để Ngô Bình vào. Cô cả nhìn Ngô Bình cười nói, đây là bạn trai của Phi Phi sao? Nhiếp Anh vươn tay nhận lấy món quà từ Ngô Bình. Bà ấy rất sành mấy món đồ này nên nhìn qua là biết ngay đây là một bộ mỹ phẩm cao cấp và một chiếc túi hàng hiệu. Bà ấy lập tức đặt đồ xuống, cầm bộ mỹ phẩm lên, có chút kinh ngạc nói, Phi Phi, mẹ nhìn thấy bộ mỹ phẩm này trong trung tâm thương mại, nó được bán với giá hơn 10.000 tệ. Tại sao con lại tiêu tiền như vậy? Ngô Bình cười nói, cô à, con nghe Phi Phi nói cô đang dùng mỹ phẩm của nhãn hiệu này. Con không hiểu nhiều nên đã mua bộ tốt nhất của họ. Nhiếp Anh ngay lập tức cảm thấy Ngô Bình không quá khó chịu nữa, bà ấy nói ừm và cầm một chiếc túi khác lên xem. Chiếc túi này, bà ấy cũng nhận ra, là của một thương hiệu nổi tiếng quốc tế, giá của nó là hơn 80.000 tệ. La Phi Phi, mẹ, con biết túi của mẹ đã lâu không thay, nên con cùng Tiểu Bình chọn cái này, mẹ có thích không? Nhiếp Anh vội vàng nói, Phi Phi, những thứ này quá đắt, Ngô Bình lấy tiền từ đâu? Ngô Bình cười nói, cô ơi, nhà máy của gia đình cháu di rời, được đền bù mấy trăm căn nhà và mấy chục triệu tiền mặt, tiêu ít tiền này cũng chẳng là gì. Mọi người đều bị sốc, cái gì? Được đền bù hàng trăm căn nhà, hàng chục triệu tiền mặt. Thằng nhóc này nói bậy bạ. Ngô Bình nói điều này để giải thích nguồn gốc của số tiền trong tay. Dù sao nhà họ La cũng không biết nhiều về anh lắm. Cho nên dù anh nói nhà mình có một nhà máy thì những người này cũng không tra ra được. La Phổ cũng rất ngạc nhiên, ông ấy nói, Ngô Bình, nhà cậu có nhà máy sao? Sự nghi ngờ của ông ấy không phải là không có lý, dù sao gia đình Ngô Bình trước đây cũng nghèo,
anh chưa bao giờ nói về nhà máy gì cả. Ngô Bình giải thích, vâng chú, nhà máy của gia đình cháu đã ngừng hoạt động cách đây 5 năm và đang trong tình trạng bỏ hoang. Tuy nhiên, trên huyện phát triển bất động sản ở đó, tình cờ thu hồi đất nhà máy của gia đình cháu. La Phổ ồ lên một tiếng và hỏi, được đền bù hàng trăm ngôi nhà, giá nhà của cậu cũng không rẻ phải không? Ngô Bình, không sai. Những căn nhà này có thể trị giá khoảng 100 triệu tệ. Mọi người đưa mặt nhìn nhau thất thần, chàng trai này chính là thiếu gia nhà giàu. Nhiếp Anh mời Ngô Bình vào phòng khách ngồi, bà ấy cười nói, Ngô Bình, để tôi giới thiệu với cậu, đây là ông nội của Phi Phi. Sau một số lời giới thiệu, không ai dám đánh giá thấp Ngô Bình, ngay cả ông cụ La cũng rất lịch sự. Ngô Bình lúc này mới nghĩ tới điều gì đó, nói ông nội, nghe nói ông thích thờ Phật, nên cháu đặc biệt mua cho ông một tượng Phật bằng vàng, cháu sẽ khiêng lên. Ông cụ sửng sốt, cái gì mà Phật vàng? Ông ấy run rẩy hỏi, tượng Phật vàng nặng bao nhiêu? Ngô Bình cười nói, cũng không nặng lắm, chắc mấy trăm cân thôi, nói xong anh xoay người bước ra cửa, khiêng tượng Phật vàng trên xe lên. Nhìn theo bóng Ngô Bình đi ra ngoài, mọi người nhìn nhau thất thần, một tượng Phật vàng mấy trăm cân đáng giá bao nhiêu? Nhiếp Anh rất ngạc nhiên, bà ấy cũng không thể tin được bây giờ vàng đã hơn 500 tệ một gam, mấy trăm cân ít nhất cũng phải mấy chục triệu đúng không? Ngô Bình xuống nhà mở cửa xe, quả nhiên có một tượng Phật phía sau. Tượng cao chừng một thước, tuy làm bằng đồng, nhưng tay nghề chế tác rất tốt. Ngô Bình đưa tay ấn vào bức tượng đồng, sức mạnh xích minh tác động lên bức tượng đồng, khiến các nguyên tử đồng thay đổi và dần dần biến thành các nguyên tử vàng. Không khí xung quanh tụ lại và thúc đẩy sự biến đổi của đồng. Trong khoảng 2 phút, tượng Phật bằng đồng biến thành một tượng Phật bằng vàng ròng, và đó là vàng ròng có độ tinh khiết gần 100%. Ngô Bình khiêng tượng Phật vàng lên lầu, mỗi bước anh đi, sàn nhà khẽ rung chuyển. Khi anh trở lại nhà họ La lần nữa, mắt người nhà họ La suýt nữa nhảy ra ngoài khi nhìn thấy bức tượng Phật bằng vàng sáng chói. Ngô Bình cẩn thận đặt nó lên chiếc bàn gỗ chắc chắn, cười nói, ông nội, ông xem có thích không? Ông cụ La nhanh chóng đứng dậy, dùng cả hai tay đỡ nó. Tượng Phật thực sự nặng tới mấy trăm cân nên ông ấy không thể nhấc nổi. Ông ấy xúc động nói, Tiểu Bình, món quà này đắt quá, ông không nhận được. Ngô Bình cười nói, ông nội, ông là ông nội của Phi Phi, cũng giống như ông nội của cháu vậy. Đây là chút lòng hiếu thảo của cháu và Phi Phi, xin ông hãy nhận lấy. La Phổ cũng sửng sốt, sờ sờ tượng Phật, ho khan một tiếng hỏi, Ngô Bình, tượng Phật vàng này nặng bao nhiêu? Có phải tốn nhiều tiền lắm không? Ngô Bình cười nói, khoảng 160 cân. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, 160 cân thì riêng giá vàng đã hơn 80 triệu. Nếu tính cả giá gia công thì nói trăm triệu cũng không quá. Nhìn thấy con rể tương lai sắp đưa món quà trăm triệu cho bố vợ, Nhiếp Anh không thể ngồi yên, vội nói, Tiểu Bình, thật ra chú La của con cũng sùng bái đạo Phật. Ngô Bình ngay lập tức nói, vậy thì hay quá. Hôm sau, con cũng sẽ tặng chú một tượng Phật vàng. Gia đình anh cả và chú ba của nhà họ La sắp phát điên rồi, không phải nói tượng Phật này 100-200 triệu sao? Làm sao có thể cho đi hàng trăm triệu một cách tùy tiện như vậy? Có phải Ngô Bình vẫn chưa thể hiện hết tài lực của mình? Ngay cả La Phổ cũng nghĩ đến điểm này, và ông ấy đang nghĩ xem nên hỏi như thế nào. Lúc này, Ngô Bình đưa thẻ ngân hàng cho Nhiếp Anh, cười nói, cô, vì cháu mà gia đình mình đã bị bàn gia tán vào rất nhiều. Cháu cũng đã khiến cô chú lo lắng. Số tiền này là tiền tiêu vặt mà cháu và Phi Phi biếu cô chú. Cũng không nhiều lắm, chỉ 10 triệu thôi, chú thích mua gì cũng được. La Phổ vội vàng nói, Tiểu Bình, số tiền này chú không thể nhận được. Cháu và Phi Phi vẫn còn trẻ, có rất nhiều việc phải dùng đến tiền. Ngô Bình, chú đừng khách sáo, cháu và Phi Phi không thiếu tiền. Nhiếp Anh đã nhanh tay cất tấm thẻ đi. Cười nói, con gái tôi mắt nhìn người rất tốt, hơn xa hai ông bà già này. Tiếp theo, Ngô Bình trở thành tâm điểm của bữa tiệc, mọi người vây quanh anh đặt câu hỏi và Ngô Bình trả lời mọi câu hỏi. Điều này cũng khiến vợ chồng La Phổ ngày càng vừa mắt chàng con rể này. Khi anh rời khỏi nhà họ La, La Phi Phi tiến anh ra cửa. Đi xuống lầu, La Phi Phi trợn mắt nhìn anh, hỏi, không phải anh mua tượng đồng sao? Làm sao biến thành vàng được vậy? Ngô Bình cười và nói, vốn dĩ nó là vàng, nhưng em không biết đó thôi.
La Phi Phi, cho ông nội em 100 triệu, anh thực sự rất hào phóng. Ngô Bình, anh nghe em nói ông nội không coi trọng bố em lắm, cũng không yêu thương em như những đứa cháu gái khác. Bây giờ anh tặng ông ấy một tượng Phật vàng, ông ấy tương lai sẽ yêu ái em hơn. Anh sẽ không bao giờ để cho em phải chịu thiệt thòi nữa. La Phi Phi vô cùng hạnh phúc, cô mỉm cười nói, Tiểu Bình, em cảm thấy khoảng thời gian này giống như một giấc mơ vậy. Ngô Bình mỉm cười và nói, trong tương lai, giấc mơ của em sẽ còn đẹp hơn thế này. La Phi Phi nhào vào lòng anh, nhẹ nhàng nói, thật ra, anh không cần giàu có thì chúng ta vẫn có thể ở bên nhau, chỉ cần bình yên là được rồi. Ngô Bình đáp, chúng ta không chỉ sống bình yên mà còn có thể sống tiêu diêu tự tại. Phi Phi, sắp tới anh phải rời đi vài ngày, nếu anh không ở đây, em phải chăm chỉ học hành đấy nhé. La Phi Phi hoảng sợ, Tiểu Bình, anh đi đâu vậy? Ngô Bình, lâu lắm mới gặp được một người bạn, đến nơi anh sẽ gọi cho em. La Phi Phi bĩu môi, anh không thể đưa em đến đó cùng sao? Ngô Bình cười nói, tạm thời thì chưa được. La Phi Phi khẽ thở dài, vậy được. Sau khi tạm biệt La Phi Phi, Ngô Bình lái xe về nhà. Anh đưa cho chị dâu Tô Tuệ một cuốn sổ tiết kiệm, trong đó có 20 triệu nhân dân tệ. Số tiền này đủ để chị dâu sống thoải mái đến cuối đời. Ngoài ra, anh còn gọi cháu trai của mình đến và nói chuyện với cậu ấy rất lâu. Vân Sinh không còn trẻ nữa, cậu ấy rất hiểu chuyện, không ngừng gật đầu khi nghe Ngô Bình nói. Ngày hôm sau, Ngô Bình đến khách sạn, nhìn thấy Gia Cát Tinh, anh nói, hãy chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sẽ rời đi trong đêm. Gia Cát Tinh cảm thấy có chút kỳ lạ, cậu Ngô, sao lại là ban đêm? Ngô Bình, bay lên trời vào ban đêm sẽ không thu hút sự chú ý. Gia Cát Tinh kinh ngạc, bay lên trời. Ngô Bình cười đáp, rồi anh sẽ biết. Ngô Bình tu luyện cả ngày, đến khi trời tối, anh và Gia Cát Tinh đến ban công, dưới chân họ hình thành một đám mây đỏ và họ bay lên. Gia Cát Tinh vô cùng kinh ngạc, lẩm bẩm nói, thần tiên, việc này chỉ có thần tiên mới làm được. Ngô Bình, kỳ thực, với khả năng của tôi bây giờ, có gọi là thần tiên cũng không sai. Gia Cát Tiên sinh, đứng vững nhé, anh nói xong, tốc độ di chuyển của họ đột nhiên tăng nhanh, biến thành một đạo hồng quang bay về phía thủ đô. Cả hai hạ cánh gần chùa Xuân Thu ở thủ đô, có một khách sạn ở đây, cách chùa Xuân Thu hơn 10 dặm, vì vậy họ đặt phòng ở trong khách sạn này. Ngay khi đến đó, Ngô Bình bắt đầu ngồi thiền, trời vừa sáng, anh hỏi, khi nào Trương Quán Hầu sẽ đến chùa Xuân Thu? Gia Cát Tinh, có lẽ là ngày kia. Ngô Bình, tối nay tôi sẽ đi thăm dò trước. Gia Cát Tinh, cậu hãy cẩn thận một chút, chủ nhân chùa Xuân Thu cũng là cao nhân. Ngô Bình hờ hững đáp, không sao đâu. Nói xong, anh bay đi. Vài phút sau, anh xuất hiện trong hoa viên của chùa Xuân Thu. Anh đi trong bóng tối và dạo quanh chùa Xuân Thu vào đêm hôm đó. Quả thật có hai người tu vi khá cao trong chùa, nhưng họ vẫn không thể phát hiện ra Ngô Bình. Sáng sớm hôm sau, anh lại lẻn vào chùa Xuân Thu rồi nấp sau pho tượng. Nơi này rất ít được quét dọn và kiểm tra. Bụi bặm bám rất nhiều nên ở đây tương đối an toàn. Lúc bình minh, anh nghe thấy ai đó vào chùa để dọn dẹp và nói chuyện. 10 giờ sáng, có tiếng bước chân dồn dập, từ trong phòng truyền ra giọng nói của thầy chùa, ông Trương. Sau đó giọng của một người đàn ông trung niên vang lên, thầy Vân, chiều nay tôi có chút việc, xin hãy nhanh lên một chút. Thầy Vân đáp, được. Không còn nghi ngờ gì nữa. Người đàn ông trung niên này không ai khác chính là Trương Quán Hầu. Sau đó, thầy Vân đưa cho người đàn ông trung niên một viên thuốc và nói, ông Trương, xin hãy nghỉ ngơi trong nửa giờ, nói xong, ông ta rút lui trước. Ngô Bình lặng lẽ ló đầu ra, anh thấy ngoài Trương Quân Hầu đang ngồi trong sảnh còn có một cao thủ khác đang đứng cách đó không xa. Tu vi của người này hẳn là địa tiên. Sau khi quan sát một lát, anh im lặng đáp xuống. Ngay khi anh đáp xuống phía sau cao thủ kia, người kia đột nhiên quay lại và tung chưởng tấn công anh. Ngô Bình không né tránh, để cho cao thủ kia đánh mình. Sức mạnh xích minh dội lại khiến cánh tay của người đàn ông bị gãy với một tiếng cạch, anh ta choáng váng ngất đi. Trương Quán Hầu đột nhiên mở mắt ra, ngay khi ông ta định mở miệng nói, khuôn mặt Ngô Bình đã đến gần, đôi mắt anh đỏ rực. Khoảnh khắc tiếp theo, ý thức của ông ta bắt đầu mơ hồ và nhanh chóng bị Ngô Bình kiểm soát. Nửa canh giờ sau,
anh nói, Trương Quán Hầu, từ nay về sau, tôi là chủ nhân của ông. Ông phải vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh của tôi, trung thành với tôi. Trương Quán Hầu nói, vâng, chủ nhân. Nói xong, ông ta đứng dậy đi tới trước mặt cao thủ bị thương, dùng dao găm đâm vào tim anh ta. Sau đó, ông ta giải thích, chủ nhân, như vậy sẽ không có người nghi ngờ chủ nhân nữa. Ngô Bình, đúng vậy. Ông cứ nói tôi là cao thủ núp trong bóng tối bảo vệ ông. Còn người này bị kẻ thù của ông mua chuộc để giết ông, nhưng tôi đã kết liễu hắn. Trương Quán Hầu, quả là một lý do hoàn hảo. Ngô Bình, thầy Vân một lát nữa sẽ trở lại, chúng ta trở về chỗ của ông trước, sau đó ông hãy dùng ra cắt tinh. Trương Quán Hầu mặc dù đã bị kiểm soát, nhưng trí tuệ của ông ta vẫn không giảm sút. Ông ta hỏi ngay, chủ nhân, Gia Cát Tinh vẫn còn sống sao? Ngô Bình, Gia Cát Tinh chưa chết, hiện tại là người của tôi. Trương Quán Hầu, tôi có một quân sư bên cạnh, Túc Chí Đa Mưu không thua Gia Cát Tinh lại không có tâm cơ nên dễ dàng kiểm soát hơn. Ngô Bình, người đó có thể giữ lại. Không lâu sau, thầy Vân trở lại và hơi sốc khi nhìn thấy xác chết trên mặt đất. Trương Quán Hầu bình thản nói, thầy Vân, đừng hoảng sợ. Người này là một kẻ phản bội và đã bị người của tôi kết liễu. Hãy cho người xử lý cái xác, tôi còn có một số việc phải làm, chúng tôi sẽ đi trước. Sau khi rời khỏi chùa Xuân Thu, đoàn xe đi xuống núi. Khi đi ngang qua khách sạn, Ngô Bình gọi Gia Cát Tinh lên xe, họ cùng nhau đến biệt thự Quán Thiên, nơi ở của Trương Quán Hầu. Biệt thự Quán Thiên này là nơi ở của Trương Quán Hầu, biệt thự này rất rộng, bên trong có 3 ngọn đồi. Trồng rất nhiều loại hoa và cây lạ. Trong số đó, Trương Quán Hầu sống trên một ngọn đồi ở giữa. Khi tới đây, Ngô Bình cảm thấy nơi đây được xây dựng như một cung điện, Trương Quán Hầu này quả là biết hưởng thụ. Đến một tòa nhà cổ, Trương Quán Hầu yêu cầu những người còn lại lui xuống, chỉ còn lại Ngô Bình và Gia Cát Tinh ở lại. Trương Quán Hầu, mệnh lệnh của chủ nhân là gì? Ngô Bình, Trương Quán Hầu, mọi người đều nói ông rất có quyền lực. Cho nên tôi giao cho ông làm một số việc. Trương Quán Hầu, chủ nhân, xin cứ nói. Ngô Bình, thu thập thật nhiều linh thạch, gửi cho tôi. Mặt khác, nếu giới tu luyện có tin tức gì, ông cũng nên báo cho tôi. Trương Quán Hầu, xin hỏi, chủ nhân đã tu luyện đến cảnh giới nào rồi? Ngô Bình, tôi đang ở cảnh giới thiên tiên, nhưng sau khi đột phá, tôi sẽ ở cảnh giới chân tiên, thậm chí là cao thủ đại la. Trương Quán Hầu, thật đáng ngưỡng mộ. Với sức mạnh như vậy, chủ nhân chắc chắn sẽ có thể thống trị thiên hạ. Ngô Bình cười đáp, tôi không quan tâm đến việc thống trị thiên hạ, tôi chỉ muốn yên lặng tu luyện mà không bị người khác quấy rầy. Trương Quán Hầu suy nghĩ một lúc, điều này thì dễ thôi. Trong tương lai, tôi sẽ rời khỏi ngọn núi này, nhường lại nó làm chỗ tu luyện cho chủ nhân. Ngô Bình, cái đó thì không cần, tôi lúc trước đã nói rồi. Chỉ cần giúp tôi tìm kiếm thật nhiều tài nguyên tu luyện. Trương Quán Hầu, vâng, tôi đã hiểu. Anh bảo Trương Quán Hầu lui xuống, đi làm việc của mình. Gia Cát Tinh, chủ nhân, tôi không ngờ mọi việc lại thuận lợi như vậy. Ngô Bình, anh hãy tiếp tục giúp Trương Quán Hầu, ông ta sẽ trọng dụng anh trong tương lai. Gia Cát Tinh cười nói, tôi làm người chạy việc vặt ở bên cạnh cậu còn hơn. Ông ta không ngốc. Hiện tại Ngô Bình là chủ nhân của Trương Quán Hầu, tội gì không đi theo Ngô Bình. Ngô Bình, được, tùy ông chọn. Sau khi Gia Cát Tinh lui xuống, Ngô Bình tiếp tục tu luyện. Giờ anh chỉ muốn tìm đường về nên phải tìm cách tăng tu vi của Ngô Bình ở thế giới này càng sớm càng tốt. Mấy ngày liền anh đều ở trên núi tu luyện, không bị ai làm phiền. Đến ngày thứ tư, sức mạnh xích minh trong cơ thể anh chấn động, đột phá lên tầng thứ ba xích minh thất sát ấn. Thất sát ấn của anh nhanh chóng hoàn thiện, một khi thi triển thì Đại La Kim Tiên cũng khó mà đỡ nổi. Nếu tu tiên đã khó thì thà rằng tu luyện xích minh bản nguyên kinh để tăng cường sức mạnh. Ngày thứ 10 sau khi Ngô Bình tới thủ đô, La Phi Phi gọi điện tới. Hóa ra lần trước sau khi Chu Ỷ quay về được mấy hôm thì bị ốm, trong người lúc nóng lúc lạnh vô cùng khó chịu. Chịu đựng vài hôm, bác sĩ vẫn không chữa được mới nhớ ra Ngô Bình nên đi cầu cứu La Phi Phi. Ngô Bình đã chuẩn bị từ sớm, trước khi đi có để lại một ít thuốc. Anh bảo La Phi Phi đưa thuốc cho Chu Ỷ, mỗi túi 1 triệu tệ. Chu Ỷ để thoát khỏi đau đớn chỉ đành cắn răng trả tiền, hơn nữa còn mua liền 3 túi.
Ngay sau khi cúp điện thoại của La Phi Phi, Trương Quán Hầu đến gặp anh và nói, chủ nhân, 5 ngày trước, có người đã phát hiện ra một hang động lớn ở giữa núi. Theo chữ viết trên vách hang, có khả năng là một động tiên. Ngô Bình hai mắt sáng lên, tốt lắm, tôi lập tức đi nơi đó. Vì hang động nằm trong rừng nguyên sinh và khoảng cách rất xa nên Ngô Bình không dẫn theo bất kỳ ai mà tự mình bay thẳng đến đó. 10 phút sau, anh đến gần mục tiêu và nhanh chóng phát hiện ra cửa hang. Lúc này, có hơn chục người canh gác cửa hang, đều là thuộc hạ của Trương Quán Hầu. Ngô Bình xưng danh và hỏi, đã kiểm tra bên trong chưa? Có người nói, vâng, chúng tôi đã kiểm tra. Có một bức tường đồng chắn ngang, vì vậy chúng tôi đã dùng axit để ăn mòn, nhưng bức tường đồng không bị hư hại chút nào. Sau đó, tôi đã thử nhiều cách nhưng vẫn không ăn thua. Ngô Bình lại hỏi, còn ai biết chuyện xảy ra ở bên này không? Người kia nói, là một người trong núi phát hiện ra hang động. Chúng tôi đã cho người đó một số tiền lớn, anh ta sẽ không dám nói linh tinh, nếu không sẽ phải trả lại tiền. Ngô Bình gật đầu, mọi người ở bên ngoài canh, tôi đi vào xem một chút. Anh bước vào trong hang và thấy bên trong đầy những tảng đá hỗn độn. Đường rất khó đi và hang động có dấu vết trước đó từng bị sụp xuống. Anh đi xuống hàng chục mét, nhìn thấy một cái hố hình vuông bên trái. Sau khi đi vào hố vuông và đi bộ hơn 100 mét, anh bước vào một khu vực có không gian rộng hơn. Nơi này ba mặt đều là tường đá, nhưng một mặt là kim loại, trên đó có rất nhiều dấu vết bị đốt và đóng băng. Chỉ là kim loại quá chắc nên không bị hư hại gì cả. Anh nghiên cứu một hồi, sau đó vươn tay ấn vào tường, sức mạnh xích minh truyền vào trong đó. Chẳng mấy chốc, bức tường bắt đầu biến dạng và vặn vẹo, cuối cùng xuất hiện một cái động và anh bước vào. Bên trong hang động là một cung điện lớn. Cung điện này có lẽ từng bị chủ nhân của nó luyện thành pháp bảo. Nó liền thành một khối nên không có lối vào. Bằng cách nào đó, nó đã bị chôn vùi trong núi một thời gian dài. Cung điện rất lớn, đồ vật bên trong rất nhiều. Anh đi tới chỗ một cây ngọc trụ, trên cây ngọc trụ có 3 ô, mỗi ô đều có một đồ vật. Trên ô đầu tiên có một lọ thuốc tiên. Sau khi Ngô Bình mở ra, anh ngửi nó và cười nói, đây là Đại La Kim Đan. Sau khi uống nó, có thể trở thành một Đại La Đạo Quân. Trong ô thứ hai có một cuốn sổ. Anh mở ra xem các ghi chép bên trong. Ngô Bình nhận ra chủ sở hữu của nơi này cũng là một người hòa hợp, tên là Khuất Thiên Nộ. Khuất Thiên Nộ cũng giống như Ngô Bình, ông ấy đã đến thế giới nơi Ngô Bình đang ở và trở thành người hòa hợp mạnh nhất ở đó rồi trở về thành công. Trở lại nơi này, tu vi của ông ấy tăng lên rất nhiều, tạo nên một thời đại tu luyện thịnh vượng. Tuy nhiên, cũng có những chủng tộc mạnh mẽ như thần thánh, ác quỷ, trong thế giới này. Trong thế giới của Ngô Bình, ma tộc cũng mạnh, nhưng không phải tộc mạnh nhất. Ở đây thì ngược lại, ma tộc là mạnh nhất ở đây. Ma tộc thống trị thế giới rộng lớn hơn bên ngoài. Trong sách cũng mô tả quá trình đấu tranh của Khuất Thiên Nộ với ma tộc khiến người ta phải khâm phục. Thế giới mà Ngô Bình đang sống là một vùng đất sạch được bảo vệ bởi sức mạnh tối cao của ông ấy. Bên ngoài thế giới này đầy rẫy quái vật và loài người chỉ là thức ăn cho ma tộc. Sau khi đọc sách, anh khẽ thở dài và mở ô thứ ba. Trong ô này có một lọ tiên dược và một tờ giấy ghi chú. Như trong tờ giấy, uống viên đan dược này có thể trực tiếp trở thành người hòa hợp mạnh nhất, rút ngắn quá trình phát triển. Tuy nhiên, Khuất Thiên Nộ cũng nhắc nhở rằng phương pháp này rất nguy hiểm, rất có khả năng sẽ chết vì không chịu nổi sức mạnh của thuốc. Ngô Bình do dự và nói, thể chất của mình đủ mạnh, nhưng mình có thể chịu được sức mạnh của viên đan này không? Anh suy nghĩ một chút, nói, hay là đợi đến lúc mình tu luyện đến tầng cuối cùng của Xích Minh Bản Nguyên Kinh. Đến lúc đó, thể chất của mình hẳn là có thể chịu đựng đúng không? Giờ anh tính thế nào cũng thấy phương pháp này là thỏa đáng nhất. Tu luyện tiên đạo quá phiền phức, nhưng tu luyện Xích Minh Bản Nguyên Kinh thì không thành vấn đề bởi vì công pháp này không thuộc về hai thế giới này. Hơn nữa, Linh Nhược yêu cầu anh phải hoàn thành Xích Minh Bản Nguyên Kinh trong vòng 3 tháng. Lúc này anh phát hiện giữa đại điện có một cái bàn đá, trước bàn có một tấm thảm da. Anh ngồi trước tấm thảm da, phát hiện trên bàn có giấy và bút, đã lâu không dùng đến. Ở góc bàn có một viên đá màu đỏ tím trông như tinh thể, rất đẹp. Anh cầm viên tinh thể lên, vô số đường tinh thể màu đỏ tím đột nhiên nhô ra khỏi viên tinh thể, mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể anh.
Sau khi chống cự một lát, trong lòng anh đột nhiên chấn động, bởi vì anh cảm giác được đường tinh thể không có địch ý. Đồng thời, nó cũng đánh thức sức mạnh tinh thể đang ngủ yên trong cơ thể anh. Các dòng tinh thể không ngừng tràn vào, khi sức mạnh tinh thể trong cơ thể anh dâng trào, toàn bộ tinh thể biến thành bột. Đường tinh thể trong cơ thể anh càng ngày càng mỏng, một chia làm 10, 10 chia thành 100. Cuối cùng, một đường tinh thể kết nối tất cả các tế bào và trở thành con đường sức mạnh giữa các tế bào. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là với sự trợ giúp của các đường tinh thể, Ngô Bình có thể nhanh chóng hoàn thành cấu trúc của trạng thái tinh thể. Trước đó, Ngô Bình đã hoàn thành sức mạnh tinh thể cấp 20. Bây giờ với sự trợ giúp của đường tinh thể, anh đã khôi phục đến cấp 20 của sức mạnh tinh thể chỉ trong vài giờ. Hơn nữa tiếp đó anh còn có thể tiếp tục đột phá cấp 21, cấp 22. Thoáng cái đã qua 3 ngày, sức mạnh tinh thể của anh đã đạt tới cấp 60. Nếu tiếp tục sẽ có rất nhiều khó khăn, hiện tại anh không có thời gian tiếp tục tu luyện lên cao nữa. Sau khi đạt đến sức mạnh tinh thể cấp 60, anh đã có thể kết tinh sức mạnh. Anh kết tinh pháp lực và sức mạnh thần thông để nâng cao uy lực của chúng. Ví dụ, bây giờ anh có thể kết tinh sức mạnh xích minh của mình. Thông qua kết tinh, sức mạnh xích minh của anh có thể bùng phát thành sức sát thương mạnh mẽ trong nháy mắt, cao hơn gấp 10 lần, thậm chí hàng chục lần so với trước khi kết tinh. Đồng thời, sức mạnh tinh thể cấp 60 cũng rất hữu ích cho việc tu luyện xích minh bản nguyên kinh của Ngô Bình. Sau vài ngày không ra ngoài, anh quyết định quay lại khu biệt thự quán thiên trước. Khi anh trở lại khu biệt thự, anh nhìn thấy một nhóm người nằm trên mặt đất trong sân, có nhiều bác sĩ đang điều trị vết thương cho họ. Ngô Bình gọi Trương Quán Hầu lại và hỏi, tại sao lại có nhiều người bị thương như vậy? Trương Quán Hầu, thưa chủ nhân, đây là lính tinh nhuệ thuộc quyền chỉ huy của tôi. Có một cuộc xung đột với kẻ thù nổ ra ngày hôm qua, nó đã dẫn đến thương vong nghiêm trọng. Ngô Bình, không phải bên cạnh ông có cao thủ sao? Trương Quán Hầu, thương vong là không thể tránh khỏi. Ngô Bình, vậy thì thế này nhé, ông chọn 20 người tới, tôi có thể đề cao tu vi của họ. Trương Quán Hầu vui mừng khôn xiết, tốt quá, tôi sẽ đi dẫn người tới ngay. Khoảng 10 phút sau, Trương Quán Hầu bước vào với 20 người đàn ông. Ngô Bình nhìn bọn họ, sau đó vươn tay vỗ một cái. Với sức mạnh tinh thể cấp 60, anh có thể dễ dàng biến đổi thể chất của người khác, cho phép một số loại sức mạnh tinh thể của riêng anh xuất hiện trong cơ thể đối phương. Ngay lập tức, ba loại sức mạnh tinh thể xuất hiện trong cơ thể người này, có thể được sử dụng để phòng thủ, tấn công, nâng cao tốc độ và phản xạ. Người đàn ông cảm thấy một luồng sức mạnh thần kỳ lan tràn trong cơ thể, sau đó người này mềm nhũn ngã xuống đất, nhưng ý thức lại rất rõ ràng. Ngô Bình, đừng sợ, một thời gian sau sẽ quen. Cứ như vậy, anh vỗ mọi người, một số sức mạnh tinh thể được thêm vào cơ thể họ. Sau 3 giờ, những người này đã quen với sức mạnh tinh thể và lần lượt đứng dậy. Trương Quán Hầu ngay lập tức tìm thấy một nhóm người mạnh mẽ tương đương vừa nãy để thử nghiệm. Kết quả khi đánh nhau, đám người này xương cứng như thép, cơ bắp cứng như sắt, đứng yên cũng khó mà bị thương. Hơn nữa, họ có thể làm người khác bị thương nặng chỉ với một cú đẩy. Đồng thời họ di chuyển nhanh như chớp, rất khó để chống lại. Trương Quán Hầu vui mừng khôn xiết và nói, chủ nhân, có họ thì dù tôi có làm hoàng đế cũng không khó. Ngô Bình, ông không có mệnh làm hoàng đế, lực lượng này là để bảo vệ ông. Trương Quán Hầu lập tức nói, vâng, tiểu nhân hiểu. Ngô Bình trở lại núi để tu luyện và tiếp tục tu hành xích minh bản nguyên kinh. Dưới sự trợ giúp của sức mạnh tinh thể, anh nhanh chóng đột phá đến tầng thứ 4, 2 ngày sau đạt đến tầng thứ 5, sau đó liên tục đột phá, tầng 6, tầng 7, 1 tháng sau đột phá tầng cuối cùng. Xích minh bản nguyên kinh cuối cùng cũng viên mãn, Ngô Bình chậm rãi mở mắt ra, lẩm bẩm nói, không biết phần thưởng của tiểu lê là cái gì. Giờ khắc này, anh cảm giác toàn thân tràn ngập sức mạnh to lớn, thực lực hiện tại của anh hầu như không yếu hơn so với trước khi đến thế giới song song này. Đột nhiên anh cảm thấy có người ở ngoài cửa, vì vậy anh đi ra ngoài để kiểm tra. Anh liền thấy Gia Cát Tinh đứng bên ngoài với vẻ mặt lo lắng, như thể đã chờ đợi rất lâu. Ngô Bình hỏi, có chuyện gì? Gia Cát Tinh nhìn thấy anh thì thở phào nhẹ nhõm, công tử, cậu cuối cùng cũng xuất hiện rồi. 3 ngày trước, 20 cao thủ mà cậu đào tạo đều bị một nhân vật rất lợi hại giết.
Người đó còn tuyên bố, bảo Trương Quán Hầu giao ra đầu của mình trong vòng 3 ngày, nếu không sẽ giết hết cả nhà Trương Quán Hầu. Hôm nay là ngày cuối cùng, nếu cậu không đi ra thì tôi chỉ có thể xông vào. Ngô Bình, là ai mà ngang ngược như vậy? Gia Cát Tinh cười khổ, nói là phái Hoàng Long gì đó, tự xưng mình là thiếu trưởng môn. Hắn đánh chết một thuộc hạ của Trương Quán Hầu liền sai người đi giết hắn, kết quả là lại bị giết. Ngô Bình cười lạnh, lại là phái Hoàng Long. Hay lắm, vừa hay tôi cũng định tìm chúng. Anh đứng dậy tới chỗ ở của Trương Quán Hầu. Trương Quán Hầu thì lại không hề sốt ruột, vì ông ấy hiểu rõ sự mạnh mẽ và đáng sợ của Ngô Bình hơn Gia Cát Tinh nhiều. Phái Hoàng Long đó chẳng là cái thá gì đối với Ngô Bình. Chủ nhân, người xuất quan rồi sao? Ngô Bình, tu vi tăng mạnh, người đó vẫn chưa đến sao? Trương Quán Hầu, chắc là sắp rồi. Tôi lại mong hắn tới, để xem hắn bị chủ nhân đánh chết như thế nào. Gia Cát Tinh, dù sao cũng là một môn phái tu hành, không thể coi thường. Ngô Bình, không sao, cứ ngồi xuống xem kịch hay đi. Họ uống xong một ấm trà liền có mấy bóng người đáp xuống khu nhà. Dẫn đầu là một thanh niên, hắn rất kiêu ngạo, nhìn chằm chằm Trương Quán Hầu rồi hỏi, ông chính là Trương Quán Hầu đúng không? Tôi bảo ông tự dâng đầu mình lên, sao ông vẫn chưa tự sát? Ngô Bình, bởi vì tôi không cho ông ấy chết. Thanh niên nhìn Ngô Bình, cười lạnh, anh là cái thá gì vậy? Ngô Bình, tôi chính là người mà anh không chọc vào nổi. Thanh niên tỏ vẻ khinh miệt, thế sao? Tôi thấy anh chính là kẻ sắp phải chết đấy. Hắn vừa nói xong thì Ngô Bình đột nhiên xuất hiện cách hắn nửa mét, hai người mặt đối mặt, khí tức đáng sợ khiến thanh niên kinh hãi, mãi chẳng nói được câu nào. Ngô Bình lạnh nhạt nói, đưa tôi đến phái Hoàng Long, tôi muốn gặp trưởng môn của các người. Thanh niên cố tỏ vẻ bình tĩnh, nói anh là cái gì mà đòi gặp trưởng môn chúng tôi, anh mà cũng xứng sao. Rắc rắc. Đột nhiên cánh tay phải của hắn biến thành tinh thể, sau đó biến thành bụi bay xuống đất. Thanh niên hoàn toàn không thấy đau, khi hắn thấy ống tay áo trống rỗng mới phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ngô Bình, đừng kêu nữa. Kêu nữa thì tôi sẽ biến cái chân ngắn nhất của anh thành bụi đấy. Thanh niên lập tức ngậm miệng, run rẩy nói, tiểu nhân lập tức dẫn đường cho thượng tiên. Ngô Bình quay đầu liếc nhìn Trương Quán Hầu, tôi phải đi một khoảng thời gian. Nói xong, anh kéo tên thanh niên, đi tới hướng phái Hoàng Long. Tại phái Hoàng Long có một thanh niên đang ngồi trong điện Hoàng Long tu luyện. Bên cạnh hắn có một ông già đang cung kính ngồi đó, ông già là trưởng môn của phái Hoàng Long, được xưng là Hoàng Long chân nhân. Hoàng Long chân nhân tu vi không yếu, nhưng trước mặt người thanh niên, ông ta lại như một đứa cháu trai, vô cùng cung kính lễ độ. Công tử, dùng kế sách của người, chúng ta đã giết 3 người hòa hợp, chắc là trong thời gian ngắn sẽ không có người hòa hợp xuất hiện đúng không? Thanh niên thản nhiên nói, lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, người hòa hợp bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Hoàng Long chân nhân, vâng. Lúc này, hai bóng người đáp xuống đại sảnh, một là Ngô Bình, một là thanh niên kia. Người thanh niên vừa nhìn thấy Hoàng Long chân nhân lập tức kêu lên, bố ơi! Hoàng Long chân nhân kinh ngạc, nhưng ông ta không di chuyển, bởi vì kinh công tử trước mặt ông ta đang nghiêm mặt, nhìn chằm chằm vào người lạ kia. Ngô Bình cũng nhìn người ngồi bên cạnh Hoàng Long chân nhân, hỏi anh mới là kẻ mắm quyền đứng đằng sau phái Hoàng Long, tôi nói phải không? Người nọ phất tay, ra hiệu Hoàng Long chân nhân lui xuống. Ngô Bình cũng buông người thanh niên ra, hai cha con rời khỏi đại sảnh nhanh như chạy trốn. Sau khi hai người rời đi, người đàn ông khẽ thở dài, tôi quá bất cẩn, bị một người hòa hợp tìm đến tận cửa, xem ra kế hoạch của tôi vẫn chưa chu toàn. Ngô Bình, anh sống đến bây giờ, vận may đã biến mất hết rồi. Người đàn ông nói, để tôi tự giới thiệu, tôi tên là Kinh Cốc Tiên. Ngô Bình, người giết anh tên là Ngô Bình. Anh không nói nhảm nữa, trực tiếp ra tay, một bàn tay khổng lồ màu đỏ xuất hiện, trực tiếp đánh về phía đối phương. Bóng dáng của Kinh Cốc Tiên là ảo ảnh, sau khi bị Ngô Bình bắt được, hắn dần dần biến mất, nhưng hắn vẫn có thể nói, tôi đã giấu đi bản thể của mình rồi. Ngô Bình à, tôi nhớ kỹ cái tên này rồi, tôi sẽ xuất hiện lúc thời cơ chín muồi, sau đó lấy mạng anh. Nói xong, bóng người biến mất. Vẻ mặt của Ngô Bình rất khó coi. Anh không ngờ rằng Kinh Cốc Tiên còn có chiêu này. Nếu không, hôm nay hắn nhất định không thoát được.
Ngô Bình tâm trạng không tốt nên không quay lại khu biệt thự Quán Thiên mà đi tìm La Phi Phi. Trong thời gian này, La Phi Phi đã mua một căn nhà khác đối diện trường học, cả gia đình đã chuyển đến đây. Khi Ngô Bình đến nhà họ La, anh nhìn thấy khuôn mặt của La Phi Phi quấn băng, cánh tay của cô ấy cũng bị thương và cô ấy đang tĩnh dưỡng ở nhà. Nhìn thấy cảnh này, anh vô cùng tức giận, cố gắng nhẹ giọng hỏi, Phi Phi, ai khiến em bị thương? Hốc mắt La Phi Phi đỏ lên, Tiểu Bình, kệ đi, chúng ta không đụng vào kẻ đó được đâu. Ngô Bình cười nói, cho dù không đụng vào được, em cũng phải cho anh biết kẻ đó là ai chứ. Nhiếp Anh khẽ thở dài, Tiểu Ngô, người đánh Phi Phi là con trai của Hoàng đế ngầm thành phố này, được gọi là cậu ba. Người này làm đủ mọi tội ác, nếu cảnh sát không đến kịp thời, cũng không biết Phi Phi sẽ ra sao nữa. Ngô Bình hít một hơi thật sâu và nói, Phi Phi, em có thể nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra không? Mặc dù đó là một ký ức đau buồn, nhưng La Phi Phi vẫn kể lại. Thì ra hai ngày trước cô ấy và vài bạn nữ cùng lớp đi hát giải sầu, nửa đường đang đi vệ sinh thì bất ngờ bị một nam thanh niên đang uống rượu nhìn thấy nên đã sàm sỡ cô ấy. La Phi Phi tát kẻ đó, ai ngờ kẻ này rất hung ác, lập tức gọi người đánh La Phi Phi, thậm chí còn làm bị thương một số nhân viên bảo vệ ra can thiệp. Ông chủ sợ xảy ra tai nạn nên gọi cảnh sát ngay, nhưng dù vậy La Phi Phi vẫn bị thương. Nếu cảnh sát không đến, cậu ba đó còn làm thái quá hơn, định làm nhục La Phi Phi. Ngô Bình thầm trách mình, anh quá bất cẩn, lẽ ra phải sớm nghĩ tới những nguy hiểm này. Anh nói, Phi Phi, đừng sợ, anh sẽ giúp em. Anh với lấy một chuỗi vòng tay trên đầu giường, đó là chiếc vòng pha lê mà anh mua cho La Phi Phi. Sức mạnh tinh thể được truyền vào nó, pháp trận kỳ diệu được hình thành ngay lập tức. Anh đeo chiếc vòng vào tay La Phi Phi, nói, Phi Phi, sau này nếu gặp nguy hiểm, chỉ cần gọi tên anh vào chiếc vòng hai lần, anh sẽ xuất hiện ngay. La Phi Phi ngạc nhiên, thật sao? Ngô Bình, thật. Vợ chồng Nhiếp Anh chỉ nghĩ Ngô Bình đang dỗ dành con gái nên không quan tâm lắm. Sau khi chữa trị vết thương cho La Phi Phi, anh lại dỗ cô ấy ngủ. Sau đó, anh đi tìm tên cậu ba kia. Cậu ba tên là Cường Ba, bố gã tên là Cường Cự Long, là hoàng đế ngầm của thành phố này, một tay che trời. Tuy nhiên Ngô Bình không tự mình hành động, bởi vì anh biết rằng Trương Quán Hầu có sức răn đe đối với Cường Cự Long hơn là một nhân vật tầm cỡ như anh. Giống như một con ếch, nó có thể không sợ người, nhưng nó sẽ lập tức bỏ chạy khi nhìn thấy rắn. Nhưng trên thực tế, một con người mạnh mẽ hơn nhiều so với một con rắn còn con. Trương Quán Hầu nhận được mệnh lệnh và ngay lập tức bắt đầu giải quyết việc này. Cường Cự Long đang tắm thì nhận được điện thoại, ông ta đứng bật dậy, sắc mặt thay đổi, toàn thân run lẩy bẩy, run giọng nói, ông là, ông Hùng. Ông Hùng là đại ca của bốn tỉnh xung quanh, mà chỗ dựa của ông ta ở tỉnh này cũng chỉ là một thuộc hạ của ông Hùng. Giọng ông Hùng rất lạnh lẽo, Cường Cự Long, ông chán sống rồi à, dám rộng vào người của Ngài Thiên. Cái gì, Ngài Thiên, Cường Cự Long sợ chết khiếp, vội nói, tôi làm gì có, một nhân vật còn con như tôi sao có thể tiếp xúc với Ngài Thiên được. Ông Hùng cười lạnh, thế à, nhưng ông có một đứa con trai tốt đấy, nó đã đánh một cô gái. Mà cô gái đó chính là người thân của Ngài Thiên. Cường Cự Long cảm thấy như sét đánh ngang tai. Ông ta suýt nữa ngất đi, lập tức nói, tôi không biết việc đó, tôi đi điều tra ngay, tôi sẽ tra ngay. Điều tra cái đầu ông Hùng tức giận gào lên, lập tức đưa con trai ông đi xin lỗi người đó. Cho dù người đó muốn ông chết thì các người cũng phải chết, biết chưa? Cường Cự Long thấy lạnh lẽo như rơi vào hầm băng, khóc nói, ông Hùng, ông hãy cứu tôi với. Ông Hùng tức giận nói, tôi cứu ông thì ai cứu tôi? Mau đi đi. Nếu không tôi sẽ khiến cả nhà ông chết không có chỗ chôn, nói xong ông Hùng tức giận cúp máy. La Phi Phi ngủ rất say, vết thương đã khỏi hẳn, lúc này cô ấy đang ngồi trên người Ngô Bình xem tivi. Ngô Bình đang bóc hạt dưa, bón cho cô ấy. Hơn 4 giờ chiều, họ đang chuẩn bị bữa tối thì đột nhiên có người ấn chuông cửa. La Phố mở cửa, một người đàn ông trung niên kéo một thanh niên vào. Hai người không nói không rằng quỳ xuống. Khóc nói, xin tha mạng. Người nhà họ La giật mình, La Phi Phi trốn vào trong lòng Ngô Bình. Ngô Bình không quay đầu lại, hỏi, ông là Cường Cự Long sao? Cường Cự Long vội gật đầu, vâng vâng,
kẻ hèn này chính là Cường Cự Long. Ngô Bình, con trai ông to gan thật, dám đánh bạn gái tôi. Nói đi, các người thích chết thế nào? Thanh niên kia hình như đã bị dạy dỗ một trận, mặt sưng vù. Lúc này ánh mắt gã tràn đầy oán hận, cắn răng nói, ai làm người đó chịu, anh đừng động vào bố tôi. Ngô Bình, cũng có khí phách đấy. Nhưng nếu không có Cường Cự Long chống lưng thì anh cũng không dám hoành hành ngang ngược thế này. Thế nên tôi không thể chỉ phạt một người, phải phạt hết. Cường Cự Long dập đầu xuống đất, kẻ hèn biết sai rồi, đứa con trai ngỗ nghịch này cũng đã biết sai rồi. Tôi tình nguyện dùng mạng đổi lấy mạng con trai, xin cậu hãy khai ân. Người nhà họ La đều sững sờ, người này chính là hoàng đế thế giới ngầm của thành phố này. Cường Cự Long, sao ông ta lại sợ Ngô Bình đến thế? Ngô Bình lạnh lùng nói, hãy cho tôi một lý do tha cho gã. Cường Cự Long vội nói, tôi sẵn sàng giao tất cả của cải trong tay. Ngô Bình liếc ông ta một cái, nói, ông cũng thương đứa con trai này đấy, nhưng tôi không có hứng thú với tiền của ông. Từ nay về sau, ông chính là con chó của bạn gái tôi, cho dù cô ấy bảo ông chết, ông cũng không được do dự. Cường Cự Long vui mừng khôn xiết, vội nói, vâng vâng, từ nay về sau tôi sẽ là chó của cô La. Ngô Bình, con trai ông cũng không được yên, ông kéo gã ra ngoài đánh gãy chân cho tôi. Cường Cự Long cúi đầu, nhưng ông ta không dám chống cự, đành nói, vâng. Vài phút sau, Cường Cự Long quay lại với khuôn mặt tái nhợt và nói, tôi đã làm theo chỉ dẫn của cậu, hai chân của con trai tôi đã bị đánh gãy. Sau đó, ông ta cũng lấy đoạn video quay bằng điện thoại di động của mình ra. Ngô Bình không xem, nói, đi về đi. Sau khi Cường Cự Long đi, La Phi Phi cảm thấy khó tin, cô ấy nói, Tiểu Bình, tại sao ông ta lại sợ anh như vậy? Ngô Bình, bởi vì anh mạnh hơn ông ta. La Phi Phi, cho nên sau này nếu em có việc muốn làm, có thể trực tiếp ra lệnh cho Cường Cự Long đúng không? Ngô Bình gật đầu, Phi Phi, em sống trong thế giới trần tục. Loại người này mặc dù xấu xa, nhưng ông ta có thể đảm bảo an toàn cho em. Em không cần phải khách sáo với ông ta đáng lẽ phải chết, bây giờ lại không cần phải chết, ông ta sẽ vô cùng trân trọng cơ hội này, răm rắp nghe lời em. La Phố nói, Tiểu Ngô, sao cháu làm được như thế? Ngô Bình mỉm cười và nói, cháu biết một số người bạn và cháu đã nhờ họ cảnh cáo Cường Cự Long. La Phố không biết nên tin hay không nên quay người đi chuẩn bị bữa tối nay thưởng cho con rể tương lai một bữa linh đình. Sau bữa tối, La Phố và vợ trở về phòng nghỉ ngơi sớm, để lại không gian cho Ngô Bình và La Phi Phi. Trong phòng La Phi Phi, cô ấy nhìn anh và hỏi, Tiểu Bình, em cảm thấy anh bây giờ như là một người khác vậy. Ngô Bình nhìn cô ấy, nói, Phi Phi, đến thời điểm thích hợp anh sẽ nói cho em biết. Bây giờ em chỉ cần nhớ kỹ một điều, anh vĩnh viễn là Ngô Bình yêu em. Em cũng là La Phi Phi mà anh vĩnh viễn yêu. La Phi Phi vô cùng mãn nguyện, liền nhào vào lòng anh. Đêm đó, hai người vô cùng ngọt ngào. Trong vài ngày sau đó, Ngô Bình và La Phi Phi đi mua sắm, xem phim và ăn những món ăn ngon. Anh âm thầm cải tạo thân thể của La Phi Phi chỉ cảm thấy tinh thần ngày càng tốt hơn, làn da cũng trở nên mượt mà hơn. Nhưng cô ấy cũng không nghĩ nhiều. Vào ngày thứ năm, Ngô Bình đến thăm chị dâu và Vân Sinh. Anh để lại một khoản tiền, ăn trưa cùng họ rồi rời đi. La Phi Phi đưa mắt tiễn anh rời đi, nói trở về sớm nhé. Ngô Bình cười, anh biết rồi. Khi đến một nơi không có ai, anh đã sử dụng thuật độn của mình và quay trở lại khu biệt thự Quán Thiên. Sau khi trở về, anh quyết định đột phá ở nơi này, trở thành người hòa hợp cấp cuối. Anh lấy ra đan dược mà Khuất Thiên Nộ để lại, nuốt nó ngay tại chỗ mà không hề do dự. Loại đan dược này có thể khiến anh trở thành người hòa hợp cấp cuối, nhưng sức mạnh của đan dược rất lớn, vì vậy anh mới tu luyện sức mạnh tinh thể và xích minh bản nguyên kinh. Bây giờ, xích minh bản nguyên kinh của anh đã viên mãn, sức mạnh tinh thể của anh cũng đã đạt đến một mức độ rất cao, thể chất không hề kém trước kia. Một tiếng vang thật lớn vang lên. Giống như trong cơ thể anh xảy ra một vụ nổ hạt nhân, sức mạnh đáng sợ tác động vào thể xác và thần hồn của anh. May mắn là thể chất của anh rất mạnh, vì vậy, dưới tác động của lực lượng mạnh mẽ này, Ngô Bình của hai thế giới bắt đầu hợp nhất hoàn toàn, sức mạnh ban đầu dần thức tỉnh. Khi Ngô Bình tu luyện, anh đã yêu cầu người của cả ngọn núi rời đi.
Lúc này, trên đỉnh núi xuất hiện một luồng sáng trắng sáng như mặt trời. Ánh sáng trắng bao phủ 1/3 ngọn núi, cực kỳ hoành tráng, nó chiếu sáng toàn bộ thủ đô. Cảnh tượng này khiến vô số người kinh hãi, nhưng không ai dám lại gần. Máy bay trực thăng và máy bay không người lái bắt đầu xuất hiện trên bầu trời, chụp ảnh quả cầu ánh sáng. Trên đỉnh núi lân cận, Trương Quán Hầu híp mắt cười nói, thực lực của chủ nhân có lẽ vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Gia Cát Tinh, đúng vậy. Giờ cho dù chủ nhân có muốn làm hoàng đế cũng rất dễ dàng đúng không? Trương Quán Hầu, hoàng đế trong mắt chủ nhân đâu có là gì. Chỉ là một địa vị không ra gì thôi. Ánh sáng kéo dài nửa giờ, sau đó mở dần và cuối cùng biến mất. Lúc này, Ngô Bình đã biến thành một bức tượng cao hơn 3 mét. Bên trong bức tượng tỏa ra ánh sáng yếu ớt, đột nhiên, bức tượng tách ra và Ngô Bình bước ra khỏi đó. Làn da của anh trở nên mịn màng hơn, toàn thân tràn đầy sức mạnh, thánh uy rất mạnh mẽ. Tu vi lúc trước chẳng những hoàn toàn khôi phục mà còn vượt xa trước đó. Đại kiếp thánh nhân cuối cùng cũng kết thúc, anh thở phào nhẹ nhõm, đi một bước tới bên cạnh Trương Quán Hầu. Trương Quán Hầu vội vàng quỳ xuống đất, chủ nhân. Ngô Bình, tôi muốn khám phá thế giới này, tôi sẽ phải rời đi một thời gian. Trước khi tôi đi, tôi sẽ đào tạo cho ông một nhóm cao thủ. Nửa tiếng sau, Ngô Bối hóa thành một luồng ánh sáng bay lên trời, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Chẳng mấy chốc, anh rời khỏi thế giới này. Giống như anh đã biết trước đây, có một lớp vỏ bảo vệ bên ngoài thế giới này để ngăn chặn cường giả xâm lược. Ngoài thế giới này, có một thế giới rộng lớn hơn. Anh phát hiện, bố cục của nơi đây giống với thế giới song song trước đó, cũng có một chỗ tương tự đại lục hồng hoang, cũng có một nơi được gọi là tiên giới. Đại lục ở đây được gọi là đại lục Xương Nguyên, tiền tệ được sử dụng ở đại lục Xương Nguyên cũng có tiền bùa, nhưng cốt lõi của việc sản xuất có phần khác nhau. Anh dùng pháp lực chuyển hóa đồng thần long và tiền đạo của mình, cũng có thể sử dụng ở đây. Anh dạo quanh đại lục 2 ngày, mua một số dược liệu. Hai thế giới một âm một dương, dược liệu cũng có thuộc tính âm dương, nếu có thể kết hợp luyện dược liệu của hai thế giới, hiệu quả của đan dược sẽ vượt xa sức tưởng tượng. Cứ như thế, Ngô Bình gần như tiêu hết tiền trên người mới rời khỏi thế giới này, quay về thế giới ban đầu. Anh là người hòa hợp cuối cùng, có khả năng xuyên qua cả hai thế giới. Anh phất tay phải, trước mặt anh liền xuất hiện một cánh cổng thời không, anh bước vào, biến mất ngay lập tức. Lúc này trong hoàng cung của đế quốc Thiên Võ, Đường Tử Di đang xử lý việc hậu cung, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cánh cổng ánh sáng, Ngô Bình bước ra. Đường Tử Di rất mừng. Nói, Huyền Bình, cuối cùng anh cũng quay lại rồi. Ngô Bình cười nói, anh mới đi được mấy ngày mà Tử Di đã nhớ anh rồi sao? Đường Tử Di khẽ thở dài, anh đi biển biệt 3 năm mà nói là đi mấy ngày à? 3 năm. Ngô Bình giật mình, anh cùng lắm chỉ ở bên kia mấy tháng, sao ở bên này đã qua 3 năm rồi? Lúc này một cô bé khoảng 3-4 tuổi đi tới, trông rất xinh xắn đáng yêu, đó chính là Khả Nhi. Khả Nhi đang túm một con rắn trắng, cùng kỳ đi theo sau cô bé. Khả Nhi thấy Ngô Bình thì ngẩn ra, sau đó reo lên, phụ hoàng về rồi. Ngô Bình ôm Khả Nhi lên, hôn cô bé rồi cười hỏi, Khả Nhi có nhớ bố không? Nhớ chết mất thôi, Khả Nhi ngọt ngào nói. Cùng kỳ cảm nhận được khí tức đáng sợ của Ngô Bình, sau đó sức mạnh của nó cũng bắt đầu bành trướng, nó kêu lên, chủ nhân, giờ ngài mạnh quá. Thoáng cái cùng kỳ đã đột phá đến cấp 15, vì thực lực Ngô Bình đã ảnh hưởng trực tiếp đến nó. Là thú bảo vệ, thực lực của nó chịu ảnh hưởng rất lớn từ thực lực của chủ nhân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 115.